Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới thôi. Game này có tên là Nolan, một con game thể loại chiến thuật quân sự nhưng mà nó thiên về cái yếu tố cơ chế quản lý hơn nhiều hơn. Nếu như anh em chơi mấy con như Game World đồ á thì sẽ thấy con game này nó có rất nhiều cơ chế tương tự luôn, nhưng mà bối cảnh phần lớn của nó vẫn là xoay quanh cái thế giới trung cổ như thế này. Đồ họa nó thì vẫn top down góc nhìn người trên xuống thôi, mang theo cái yếu tố chiến lược quân sự. Nhưng mà anh em phải lo cái vấn đề đối nội đối ngoại rất là nhiều luôn, chứ không phải đi mỗi đánh nhau là chính. Mình vẫn có thể là thương lượng với nó, hoặc là bắt cóc nó luôn, hoặc là thuê sát thủ ám sát nó. Nói chung là rất nhiều cách, mỗi cái thì đều có cái hậu quả nhất định hết. Mình phải lo cái chuyện đối nội là cư dân của mình nó sống làm sao, chế độ quản lý nô lệ nó như thế nào, và những cái lãnh chúa của mình đều có nhu cầu riêng hết. Nên tất cả mọi thứ trong con game này đều nó mang tính rất là phức tạp. Cái game mechanic của nó là nó rất là lu bu luôn, nội cái phần điều khiển này thôi anh em nhìn nó sẽ thấy là rất đối phức tạp rồi. Nên con game này chơi thì sẽ nói nhiều một tí, thậm chí có thể là hơi chửi thề văn tục đầu hên xui nữa nha. Chứ mấy con game mà sẽ chết ức chế như thế này á, tôi hay chửi lắm, anh em có xem thì thông cảm. Game này nó mới ra mắt là 1-2 hôm trước thôi, rồi hôm nay chúng ta cũng thử qua con game xem nó như thế nào luôn. Hy vọng là chửi thề ít một tí, chứ con game này vô cây cú là mệt lắm nha. Lông sao game này lúc trước là tôi nhớ nó hình như cái lịch ra mắt nó vào tháng 5, nhưng sau đó nó delay lại tới 2 tháng, là tới tháng 7 này nó mới ra mắt nè, là khoảng 1-2 ngày trước á. Sao mới mở game lên mà nó load lâu như vậy ta? Game này hồi trước thì tôi chơi qua cái phải bản mà tôi ghi rồi trên cái demo đó, chơi cũng lâu lắm rồi nên cũng không có nhớ nhiều lắm. Đây là cái phiên bản vẫn là Early Access trải nghiệm sớm thôi, nên tương lai Dev sẽ còn cập nhật rất nhiều thứ như tới U nè, rồi chỉnh sửa lại phần ngôn ngữ thì rất tiếc là không có tiếng Việt, mặc dù hỗ trợ rất là nhiều luôn. Hy vọng anh em nào việc khóa game này. Mấy cái này thì không biết nữa. Cái tiếng gì nghe như cái tiếng quạt của da vậy trời. Thôi thôi thôi. Rồi, chúng ta vô new game. Từ đâu vô ổn ta? Thôi, ăn hành đi rồi là biết chứ gì. Cái này là mình sẽ chọn cái thành viên trong cái gia đình của mình. Ở đây có rất nhiều chế độ nha, nhưng chắc tôi chọn cái chế độ đầu tiên đi. Như hai anh em và một người vợ giống như là lãnh chúa, em trai hoặc là anh trai gì đó, rồi thêm một bà vợ của mình. Còn cái này vợ đứa trẻ, hai vợ chồng và những đứa trẻ, hai vợ chồng và một đứa trẻ chứ đâu phải những đâu. Hai anh em thì hơi ít người đó, ba chị em nữ quyền à. Thôi chơi cái chế độ bình thường rồi đi, anh em gì với nhau đó. Chọn cái này thì nó có khác lại không ta? Bên này là anh em sẽ thấy một cái nhân vật nó có cái thông tin rất là chi tiết nè, bên này là phần tạo hình thôi, anh em có thể là không quan tâm bỏ qua nó luôn cũng được. Quan trọng nhất là cái này, cái đầu tiên thì luôn phiên anh em là mới chơi lần đầu như tôi nên chọn cái đầu đi phiên thôi, chứ tôi cũng không biết gì nữa. Chồng 40, vợ 23, được rồi, mình sẽ chữa tên ông chồng này lại, tự nhiên thành bên tôi rồi. Còn bà vợ gọi là vợ quốc dân, không biết tên gì, chưa có vợ. Ba thì nó đặt đại với tôi, đặt bậy bạ không công á, này cho thằng đệ. Rồi tạo nhân vật là không phải chỉ mỗi cái tên này thôi nha, còn rất nhiều thứ nữa. Tạo hình, ủa sao bấm vô cái nó mất, đây tạo hình thì bấm bên đây tạo hình, gà dán ông vua tí rồi đồ hói hả. Tôi chơi cái này đi, nhìn râu nó vàng vàng, à đây là kiểu đầu thầy tóc, có màu tóc ta râu hả. Mới 40 thì tóc nó màu xám xám cho như thế này cho nó đẹp. Già đây. Rồi, cái này là một trong bốn cái phe phái của mình. Gọi là không phải phe phái, gọi là cái tín ngưỡng. Một trong bốn cái tín ngưỡng của mình. Thì mỗi cái tín ngưỡng nó đều có ưu có việc hết. Thường á, những cái cư dân trong vương quốc mình với trong cái gia đình mình cùng tín ngưỡng thì nó dễ thân thiết với nhau hơn. Còn nếu như khác tín ngưỡng á, thì nó dễ quên nhau lắm. Ủa sao mà mất cái tên nhân vật rồi ta? Thôi kệ đi, chừng nào tạo xong thông tin mình đổi tên sao? Chắc nó bị lỗi gì đó. Còn dưới này là 8 cái chỉ số, 8 chỉ số này rất quan trọng nha. Cái đầu tiên á, là cái chỉ số ngoại giao, tác phong phong thái của mình á, nó thể hiện cái bản chất cá nhân của mình. Cái chỉ số này càng cao á, thì mình sẽ có những cái buổi hội thoại là chuyên sâu với những cái người khác khi mà mình đối nội đối ngoại gì đó. Giống như là mình có thể truyền đạt cái tâm ý của mình hay là cái cách sống của mình khiến người khác nể nang thì nó dễ lên cái điểm tình cảm hơn. Như mình đi giao lưu với mấy cái quốc vương khác bên cái vương quốc khác đâu chẳng hạn. Nhưng mà nếu như khác biệt nhau giữa cái phong thái nhiều quá thì cũng hên xui. Cái này lấy cao cao 8-9 điểm đi, còn cái này là giao thương. Thì chủ yếu là nó ảnh hưởng đến hiệu ứng giao thương với những cái con buôn trong cái làng này. Thì chắc cũng vừa vừa thôi, nó để mặc định cũng không biết nữa.
Cái này là cái điểm hoạt ngôn thuyết phục, là trong con game này có rất nhiều sự kiện mà mình phải dùng cái mồm của mình luôn, giống như là phiên một ai đó làm việc gì đó hay là truyền đạt ý tưởng của mình cho họ nhá, thì cái điểm này nó sẽ ảnh hưởng khá quan trọng. Giống như là mình đi mà củ hành cái vương quốc bên kia trên cái bờ sụp đổ đi, rồi mình qua bản phiên bảo quốc vương nó từ bỏ cái ngôi vương rồi chẳng hạn đó, thì mình chọn cái này. Này điểm trí tuệ nó sẽ liên quan đến điểm đọc sách đồ nè, điểm đọc sách tầm nhìn hay là thành công với cái đất đẹp gì đó, nói chung là cái này đọc sách thôi, nó sẽ cho mình cái lượng kiến thức nhiều hơn, dễ dễ đọc những cái sách cấp cao hơn. Thì vua của mình thì tôi nghĩ chắc lên tí đọc sách đi, không cần đi đánh nhau đâu. Vua mà đánh nhau chết đó nha. Ủa cái này không phải vua, nó gọi là cái gì đó, thôi gọi là vua đi. Vua mà đánh nhau chết cái là cái vương quốc mình nó không có người kế vị cái nữa, gần như tan luôn đó nha, nên cẩn thận tí. Ông vua thì ở nhà đừng có đi đánh đấm gì một cái, mà ổng cũng hay bị ám sát nữa, nên cứ để ổng khoảng là 3-4 điểm đi. Rồi cái này điểm quản lý cũng khá là quan trọng. Trong cái mà game này á, mọi cái thứ công trình anh em xây lên đều cần cũng có một cái thằng quản lý nó lãnh đạo, gọi là quản lý thôi, chứ thời trung cổ này là đi xuống đó chửi dân, chửi lính cho nó làm việc chăm chỉ hơn, thì nó sẽ thúc đẩy được cái lượng sản phẩm đầu ra, nên cái điểm quản lý này cần cao cao một tí. Giảng dạy chắc không cần. Ủa tôi bớt 2 điểm mà tôi tăng được con điểm gì? Lạm phát à. Thôi bỏ này xuống 2 điểm, 9 điểm thôi, lấy cái điểm quản lý. Bên cái dấu sao này là mình chọn cái tài năng thiên bẩm đặc biệt cho nó, thì khi mà đủ 15 điểm á, nó sẽ kích hoạt cái tài năng này lên, là cái này. Rồi vua của mình sẽ tập trung vào 4 cái này luôn, 4 điểm này luôn, bỏ hết mấy cái điểm còn lại. Rồi tiếp theo là bà vợ, vợ chơi tóc gì cho nó nổi đi, tóc đỏ hả, đỏ tươi luôn á đó. Vợ này thì điểm trí tuệ cũng vừa đủ, nãy ông vua chọn cái điểm gì đó, hoạt ngôn hả. Bà vợ này thì lấy điểm trí tuệ vừa đủ, sau đó tăng cái điểm giảng dạy lên, tại vì cái điểm giảng dạy nữa à, còn cái dưới này nữa chứ, cái này là cái ưu nhược. Ông vua mình đi ngoại giao nhiều á thì nên chọn cái beautiful này, nó là một trong những cái có lợi nhất luôn. Còn dưới này mà cái điểm hại là cái khuyết điểm của mình á, nghiện cờ bạc rồi nè, cần phải dịch thường xuyên. Trời ơi, thôi cho nó nghiện cờ bạc đi. Tương tự gì luôn, cái ông này cũng nghiện cờ bạc luôn. Thân thú với những cái nhân vật khác trường 10, cái này cũng khó nha. Sụp đổ tinh thần gì cao hơn vậy? Khó có cơ hội mang thai và những đứa trẻ sẽ bị chết trong quá trình mang thai vậy? Nghe ghê quá, thôi nghiện cờ bạc hết đi. Nghiện 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 nghiện. Cam bình tĩnh. Thanh niên này là em trai của đức vua, nên tôi nghĩ dự định là cho nó đi đánh nhau nhiều, nên chắc tăng vào cái chỉ số combat với mà lãnh đạo dưới này. Trader thì cho bà vợ trader đi, thanh niên này cũng không cần trader đâu. Thanh niên này thiên về quản lý và đấm nhau. Rồi 11 điểm quản lý thiên về đấm nhau là dưới này. Tăng một số cái này vô để sau này còn đi mà dẻo miệng đồ đẹp đẹp tí, đi mà cưới vợ bên mấy cái quốc vương khác nữa. Còn cái này là bà vợ của mình, thì tôi sẽ tăng vào cái điểm trí tuệ để cho bà đọc sách, ngoài ra giảng dạy nữa. Rồi quản lý cũng phải tăng luôn. Có sao nhiều điểm như vậy nè. Rồi tăng đại 3-4 đi, mấy cái nào quan trọng mình lấy 9-10. Rồi bây giờ chắc đổi tên lại, hỏi không được nữa là chửi game á. Đập mỗi tên vợ thôi, đỡ tay gõ. Này cho đệ thôi, để có gì nó chết thì mình dễ thay thế. Rồi ok chưa, chúng ta bắt đầu kênh tiền niêu. 3 cái điểm tôi lấy 9 nè, tôi không biết lấy cái này đúng nữa, anh em đừng có học theo tầm bậy nha, có khi tôn luôn á. Đây là chọn cái điểm khởi đầu của vương quốc mình. Thường 4 cái xung quanh, 3 cái ở viền này là thường, cái này giữa dễ nha. Chọn cái giữa đi, trung tâm bản đồ, đặt tên thành phố. Đau lòng hay là đá xã hội ta, đá xã hội đi. Đây, này là cái gì, không cho chọn không biết. Còn cái này là tín ngưỡng của tộc mình, thì chọn thêm mấy vua đi. Ngôi làng đầu tiên thì sẽ cung cấp cho mình cái là gọi là cái dược phẩm, còn cái ngôi làng thứ hai sẽ cung cấp gỗ cho mình, không có gạch hả. Ủa cái này sắt. Không cần gỗ đâu, tôi gần hai cái này hơn. Làng là mình có hai cái ngôi làng nhỏ này nè, anh em nhìn trên bản đồ nè, nó có một cái nè, đây cái nữa là hai cái. Hai cái làng này nó dạng như phụ thuộc vào cái vương quốc của mình, thì nó phải nạp ba cái đóng thế đó, thì mình sẽ đi thu thuế nó bằng hai cái này. Cái này là quốc kỳ,
Nút kỳ chơi nào đó. Sagigan này ha. Rồi, ok, Sagigan, sọc xanh lá. Chéo nhau hay là chữ đập đi cho nó nhìn đẹp, nhìn thiết kế này nó đẹp hơn. Rồi, ok chưa? Còn gì nữa không? Không, chúng ta lại tiếp tục. Cái này là cái điểm khởi đầu của mình, khi là cái này là một thành viên trong cái gia đình quý tộc của mình đã bị cái băng cướp bắt đi từ khi còn trẻ, mình phải đi chuộc nó càng sớm càng tốt nếu có thể. Còn mấy cái này thì hên xui lắm, thôi nhiều cái quá. Anh em chơi mà từng cái thì thích cái cốt truyện như thế nào, khởi điểm khởi đầu như thế nào chọn cái đó. Không có tù nhân gì ở đây. Cái này là mấy cái gì nữa, chờ chỉnh sửa. Chỉnh sửa này nó sẽ liên quan đến những cái vương quốc ở bên ngoài của mình, mình chỉnh sửa tùy ý. Còn này đâu khó, chơi lần đầu cho biết thôi. Còn cái này có mối đe dọa. Thôi, sau 5 năm cái đó, 55 ngày gì nó bên mình đó. Nearly 200 years have passed since the end of the devastating religious war. The empire fell. Vương triều đã sụp đổ sau 200 năm đấu tranh gì đó. Eventually became barbarian kingdoms. The church managed to revive hope, and peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization. Over time, the influence of the church only grew. But history is cyclical, and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up one after another. Hunger and poverty force people to abandon their homes and seek. Ok, giờ nó load game hơi lâu một tí. Mà biết sao nó lại load lâu như thế nữa. Hồi nãy là nó bị gắt lần á, tôi mới vô lại nè. Đang early access nên chắc là cái phần độ ổ cứng dữ liệu có vấn đề gì đó. Rồi, chúng ta đã bầu game, đây là ngôi làng của chúng ta luôn. Đây. Anh em sẽ thấy thông tin nó có rất nhiều trên này. Bên này là cái một hướng dẫn, nó có rất nhiều cái, cứ mặc kệ nó đi. Chừng nào không biết thì mình mò mò thôi. Chứ như thế này là quá nhiều rồi, tôi không có đọc đâu. Bên này là cái thông tin cơ bản của mình. Mình có là 3.500 vàng với mà 20 cái nhẫn. Nhẫn này là đại diện cho cái quyền lực của mình. Mình có thể mua bán trao đổi với hương nhân, cũng có thể là trả cho những cái người khác rồi ở rất nhiều nơi á. Cốt truyện con game này thì tóm gọn lại cho anh em luôn là cái thế giới nó đang rất là loạn lạc, thời kỳ này rất là loạn lạc. Thì nên chúng ta tách ra làm một cái thế lực riêng. Mục tiêu của chúng ta đứng gì làm cái gì đó thì tí nữa chọn sau. Rồi. Bên này là cái kho của mình, nó có rất nhiều cái lương thực thực phẩm gì nè. Cái này là cái loại cây, cây này có thể ăn được hoặc là chế rượu hoặc là nấu với thịt. Nhưng mà cái trái này ăn được luôn á thì dân nó sẽ rất là dễ ngán nha. Ăn nhiều quá thì nó ức chế lên, nó sẽ tăng stress á. Nói chung là ăn vừa đủ thôi. Bên này là lúa mì chắc để làm cái gì đó chẳng hạn. Rồi, bia, rượu, thịt, cá, gỗ. Nói chung mấy cái này là tài nguyên trong kho. Trên này là cái mục quản lý cư dân của mình. Mình có 7 cái người nông dân ở đây. Trong đó có 6 người làm việc. Chắc là một đứa là không làm việc đó, chắc là đứa trẻ hay là con nít gì đó, hoặc là lười thôi. Bên này tù nhân, mình chưa có tù nhân nào cả. Sau này mình bắt tù nhân á thì nó sẽ làm việc cho mình đỡ phải trả lương cho nó. Dân của mình nó làm việc mình phải trả lương cho nó nha, nên cái tiền của mình 3.500 trong cái bẻ bậy chứ trả bao nhiêu gã. Bên này là chiến binh, trung bình cái kỹ năng chiến đấu của mình chỉ có 2 thôi. Bây giờ lính của mình thì chỉ có 5 lần à, nên cũng chưa làm được gì cả, cứ để đó đi, sau này thôi không biết có huấn luyện quân đội hay là cái gì không. Còn bên này là tù nhân. Ủa, cái này là tội phạm nhầm, bên này mới là tù nhân, bên này là tội phạm. Cái này chắc nó thống kê trong cái thành phố của mình, coi trong 24 giờ qua có bao nhiêu thằng tội phạm là xử lý vấn đề đó. Cái này là điểm tín ngưỡng, mối quan hệ nhà thờ. Trong mấy con game bối cảnh mà trung cổ như thế này á, thì thường thường giáo hội nhà thờ đồ có vai trò rất quan trọng luôn, mình phải giữ mối quan hệ hậu hủng với họ. Đây nè, 6 cái này á, là những cái vấn đề nó yêu cầu mình phải giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không thôi là dân của mình nó loạn. Yêu cầu đầu tiên là xây cái nhà máy cắt gỗ nè, bấm vô cái hướng dẫn từ từ đi, rồi từ từ xuống cái thành này sau. Bên này là cái phần tutorial nó nhiều quá nên tôi không có đọc đâu. Tôi sẽ nhớ về cái phần chơi tutorial trước thôi. Mà bí quá thì tính. Cái này là những cái công trình xây dựng, mình có thể xây rất nhiều công trình ở đây. Đó, cái bên này là cái phần quản lý sản phẩm. Khi là mình như xây được cái nhà máy xây lúa mì đi, mình có thể thiết đặt nó là xây bao nhiêu cái, làm bao nhiêu cái hộp lúa mì, bao nhiêu cái lúa mì đó. Phần thì để dự trữ, còn phần thì để xả láng luôn. Còn bên này là cái quản lý kinh tế tài chính. Cái này là cái trả lương, mỗi ngày mình sẽ trả 25 lương cho 5 thằng công nhân. Hiện tại là chưa có công nhân nào làm việc cả, mình sẽ trả lương cho những người dân này nè, 5 dân này, mỗi dân thì 5 đồng một ngày, chiến binh thì cũng 5 đồng một ngày luôn, chiến binh rút xuống 4 thôi.
chưa có việc làm. Tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm, còn cái này vô vô cơ, cái này là không có việc làm. Này là tài nguyên cho tù nhân mình nó được ăn uống cái gì đó thì chưa có tù nhân nên tôi chưa có tính đâu. Tù nhân mà nó ăn sang hơn mình đó, mà mình có miếng thịt nào đâu. Mình có thể cho mấy tù nhân ăn lúa mì mà cái trái rau củ quả này thôi. Bên này là những cái tài nguyên mình sẽ bán trong chợ, chợ mình nó nằm ở đây. Đó. Thì mình ngoài cái mà kiếm tiền bằng cách trả lương á, thì nó chỉ mất tiền thôi. Mình sẽ bán buôn cho tụi nó. Như cái giá lúa mì bây giờ bán 4 đồng cho nó. Thì mấy thằng dân này, dân thường dân nè, à, mỗi ngày nó làm á, cho 5 đồng đi. Mỗi ngày nó làm á, thì được 5 đồng. Thì nó sẽ mua cái phần lúa mì này, nó ăn là bắt buộc phải mua, nó còn lại 1 đồng. 1 đồng thì sau 3 ngày nó sẽ đưa một cái củ cải nữa. Còn nếu như mà nó không mua củ cải, nó để dành 5 ngày nữa, nó mới mua bia á, thì đây. Nó sẽ đi mua bia, bia có giá bán giá 5 đồng, còn rượu 3 đồng. Nói chung thì 3 ngày nó làm một lần, nó đi mua rượu một lần. Dân này nó không tiết kiệm đâu nha, tiền trong dân còn nhiều lắm, nên cứ có tiền nó sẽ ăn chơi xả láng đến hết. Nên khi có tiền nó sẽ vô đây đầu tiên. Rồi tiếp theo là cái phần quản lý này, tôi cũng chả biết, cái này khá là mới. Cái này độ màu mỡ của đất, còn cái này là rừng cây đá chặt. Cái này là cái mỏ thứ nhất mình chưa bui gì đó, là lắp là lắp. Cái này là đội quân, thì sau này mình sẽ xây dựng một cái đội quân dựa vào đây, chủ yếu là đi chiến trường. Còn cái này là, cái này hình như là chất gây nghiện chứ không phải mật ong nha. Giáp vũ khí thịt, rồi cái này là những cái người dông cái mà quý tộc của mình, à, ba quý tộc nè, sẽ đầm được cái gì. Đây game là chơi cờ bạc, cấm 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 lũ nghiện cờ bạc. Đây bên này là cái phần kiến thức, mình sẽ đi mua sách mình học. Cái này gọi chính xác hơn là cái cây kỹ năng trong những con game mình chơi. Khi mình học được cái gì đó thì nó sẽ unlock ngay cái công trình. Ngoài ra học á, thì mình có thể chép thành sách. Đây nè, chép thành sách mình đi mình bán lại cho mà mấy cái thường nhân khác, mấy cái mà giao thương khác, mấy cái quốc gia láng giềng nó cũng muốn mua nữa. Rồi bên này là cái trader, là mình có thể đi khắp cái vương quốc ở xung quanh mình. Như mình là đá xã hội nè, mình thể giao thương với các bên xung quanh. Tôi gọi bằng màu đi, đỏ nè, vàng nè, siêu vàng nè, còn này xám nè. Mình có thể đi giao thương với các bên đó. Này có dấu like nè, sao vậy? À bên này nó sẽ thân thiết với mình, nó đang cộng 5, nó cùng cái phe phái với mình, nó có mối quan hệ là hữu hảo với mình nè. Rồi xong cái phần dưới này, bên này thì tốc độ game ngày tháng năm ngày giờ vậy đó. Mỗi ngày á, dân nó sẽ làm việc là khoảng 8 đến 10 tiếng, nên sau đó là nó ăn chơi, nó ngủ nghỉ, nó rất nhiều thứ nữa. Rồi bên này là cái phần ở trên cùng, là cái phần quan trọng nhất, là chính là cái gia phả của chúng ta, cái dòng tộc của chúng ta, gọi là lãnh chúa đó, vua nè, gọi là vua đi, hình như là vua thiệt, 42 tuổi. Có rất nhiều thông tin trong này luôn. Cái này là chỉ số mod của nó, là dạng cái tâm trạng á, càng thấp quá thì nó càng quậy thôi, dưới 25 thì bắt đầu nó dở chứng liền, nên cố gắng duy trì nó cao. Sao mà à, vợ bị bắt nên ổng trừ đen tục 15 cảm xúc. Thằng này bên này thì năm cái thuộc tính mình phải quan tâm cho nó luôn. Đầu tiên là ăn ngủ nghỉ, ăn ngủ nghỉ chơi nè, chịch nè, rồi tín ngưỡng nè. Chịch này là không có vợ mà mình, vợ mình bị bắt á, mình không được chịch lâu quá, đi lâu ngày quá không được chịch á, nó sẽ chết lòi mắt luôn. Và mình ép nó chịch là nó sẽ đi bắt mấy dân trong làng rồi nè, trả tiền rồi nó chịch. Thì lúc đó bà vợ phát hiện ra thì đến lúc bà vợ ghét mình tục cảm xúc nữa, nên hên xui lắm. Cái này cố gắng quản lý sao cho nó cân bằng hài hòa. Còn này những cái kỹ số, cái này là mối quan hệ trong cái vương quốc của mình á, thì mình quan hệ Long Wibu. Còn cái này thằng đỏ đỏ góc trên bên phải hồi nãy là giao thương với mình cộng 5 nè. Cái này Sagigan này là của mình đó nha. Còn cái này hàng xóm mình nè. Nói chung là chưa có thân thiết với ai hết. Sau này mình lớn lớn thì nó có thể qua chơi, mình có thể qua bển đi ngủ, đi săn bắt hay là trò chuyện, hay là đi chịch dạo đâu chẳng hạn. Chịch dạo thì dễ bị ghen tuông lắm. Này anh để mình thì nó cũng tương tự vậy thôi. Còn con xét nó đầy đủ ha. Còn vợ mình thì đang bị bắt cầm tù rồi, bị mấy thằng bên băng cướp bắt bên này nè. Mình có hai ba cách. Một á là mình lại đấm nó luôn, đấm nó mình lập quân đội lại đấm, nhưng mà không có tiền. Ủa mà quân mình yếu lắm, đánh là thua chắc. Cái hai nữa mình chuộc vợ là giá 700 đồng vàng, không có tiền anh em ơi. 3.500 này để dành cho đó đi, vợ ở bên bển cho tụi nó NTG chút, làm có tiền thì chuộc về sau. Còn bên này là mình thỏa thuận nó, mình trả nó 60 đồng thì với băng cướp này nó sẽ không có đấm cái làng mình trong vòng 6 ngày, nói chung là chuộc với nó trong vòng 7 ngày. Ngoài ra còn có hệ thống sát thủ, rồi ba cái đủ thứ nữa, cái đó từ từ tính. Còn cái này là những cái nổi trội của ngôi làng đó, thì mình sẽ giao thương với những, mình thân thiết với nó, mình có thể lên giao thương với này. Như thằng này nè, nó rất nhiều ba cái bông. Cái bông này là dạng như là cái thuốc hồi máu, chữa ba cái liên quan với máu, hay gọi là cái dược liệu đi, từ dược liệu. Còn cái này là cây cung, nhìn là biết rồi. Còn cái này là dưa lúa mà không có lúa mì, vớ vẩn. Thì cái mũi tên chỉ xuống là những cái nó cần, mũi tên chỉ lên là những cái nó thừa, mình sẽ đi giao thương với nó nếu như mình cần cái món đó. Còn bên này là hai cái thuộc địa của mình. Mình sẽ gửi mấy thằng này lại đây, tốn 100 vàng, gửi lại đây thì mất 5 giờ. Cho nó là yêu cầu nó cung cấp ba cái lương thực, thực phẩm cần thiết cho mình. Rồi,
Nó sẽ cung cấp là 12 cái bông mình trong vòng 4 ngày. Còn cái này cung cấp 15 cục gạch cho mình cũng trong vòng 4 ngày luôn. Rồi bây giờ quay lại đây. Bắt đầu tiên thì 6 cái này là mình 6 cái mình phải lo nè. Mỗi vị vua thì cần xây dựng quân đội của mình. Quân đội cần tiền, cách kiếm tiền là sẽ bán những cái thành phẩm được sản xuất bởi những cái người dân. Thôi dịch nhiều quá. Dịch tóm tắt lại là yêu cầu mình xây cái máy cắt gỗ. Đây. Ghi sụp. Đây, lum miêu đây. Game này thì nó cần rất nhiều gỗ luôn, nên xây máy cắt gỗ càng sớm càng tốt. Cái nhà xử lý gỗ bên này cái nữa ha. Nghe chưa? Xây nhà và xây lệch lạc nhau như thế này. Rồi tiếp theo là xây cái đường. Tôi rất thích xây đường. Ủa nó y chang nhau trên mặt. Nó chỉ khác nhau là 4 đồng thôi. Trời, xây đường cái gần tiền gần bằng tiền chuột vợ mình đây. Rồi, ok. Chúng ta đã có đường. Phân đường sẽ lối. Bây giờ 6 cái. Người dân thì cần một cái nơi để mà cầu nguyện. Nên xây một cái đền thờ cho nó. Đền thờ. Đây. Cái này nhà của nông dân hả? Năm gỗ. Không. Nhà của lãnh chúa. Lãnh chúa mình nó sẽ sống trong mấy cái nhà riêng nha. Mình có ba người lãnh chúa. Thì ba cái nhà riêng như thế này. Cái nhà này. Nó sẽ chứa là những cái người dân vô gia cư. Sống chung tập thể nên là nó không có thoải mái cho lắm. Đây cái chỗ trồng thảo dược của mình đây. Mình sẽ trồng một cái để thu nhập thảo dược. Là trồng trên cỏ này nó mới có độ màu mỡ 100% này nha. Rồi trồng một cái đi. Rồi bây giờ cho dân nó làm việc đó. 8 giờ nè. Nó đi ra cái. Đi làm đấy gì chắc chết cái gì. Đây xây cái đền thờ cho nó. Để dân nó còn cầu nguyện mỗi buổi sáng nữa. Sáng thức dậy đã đi cầu nguyện à. Tiếp theo là cần phải có một cái thư viện. Thư viện này để đọc sách. Đọc sách là dạng như là cái nhà nghiên cứu vậy đó. Anh em có hiểu đơn giản vậy để mở khóa những cái kỹ năng nè. Game không tiến bộng với anh ta. Ủa sao lúc âm thanh nó kỳ nè. Rồi, tiếng nhỏ đành chịu thôi, biết sao giờ. Rồi, làm việc đi bay. Rồi, xây xong rồi, mình sẽ nâng nó lên luôn, tốn 15 gỗ nữa. Nâng luôn đi. Nó chạy về trong cái nhà chỗ này nè, nó lấy gỗ ra đây. Nó nâng lên, đó. Làm việc, chúng hỏi cái gì? Mình sẽ có một quản lý cho nó nha. Nên đầu tiên thì Long Wibu đi làm quản lý đi. Quản lý thì nó mới tăng cái hiệu suất làm việc lên được. Chứ không có quản lý là nó làm những nó vẫn có làm đó, nhiều khi nó bỏ việc luôn. Không ai quản lý cho nó thì nó lơ chơi không à. Nâng nốt cái nữa không ta? Nâng luôn. Nâng level 3 càng sớm càng tốt. Chưa dĩ giờ là 1 giờ chiều nè, sắp hết một ngày nè. Mấy dân này nó chẳng có việc gì nó làm. Chơi vui vẻ quá ha. Dành thời gian nói chuyện với ông anh của mình. Anh em dành thời gian nói chuyện với nhau đi. Để tăng cái độ hảo cảm lên. Sắp hết ngày rồi. Lẹ lên bay. Cổ miếng nó gán đi rồi, ok. Chúng ta là xong cái nhà đầu tiên để làm gỗ. Ở đây mình có thể gán cho nó là làm những cái gì, những cái công việc gì. Rồi, nó đang đi, nó chặt cổ, nó bỏ vô nhà đó. Long Wibu mà quản lý cái công trình này, giám sát cái công trình này thì sẽ tăng được 137% cái hiệu suất đầu ra luôn. Nên mỗi ngày nó chặt được 10 gỗ thì bây giờ nó sẽ thành 23.7 gỗ. Tiếp theo là nó xây tiếp cái nhà gỗ này. Xong chưa vậy? Sao không thấy ống tiến trình gì chảy ra nè? Rồi, đã xong cái công trình, nâng lên luôn. Lòng bị quy bù quản cái này cũng nha. Dân mình bây giờ đã tăng thêm 4 người nữa lên 11 người rồi. Chắc phải xây thêm cái nhà dân. Nhà đây. Bây giờ cho nó ở tập thể đi. Mình mà chưa có tiền để cho nó ở riêng đâu. Sau này có gạch á. Có gạch với sắt á. Thì mình mới xây cho nó ở riêng được. Chứ mà bây giờ xây cái 5 đồng.
Tiền nâng cấp này không có nữa. Trời ơi. Cái ruộng này sao vậy? Xây đi, xây đi. Xây ruộng sớm đi còn thu hoạch nữa. Bây giờ là sau 6 giờ chiều á là nó không làm việc nữa nha. Nó chuyển qua cái trạng thái ăn chơi. Nhưng mà bây giờ mình chưa có chỗ nào chơi hết. Nên nó cứ lang thang nhõng nhõng vậy thôi. Bây giờ mấy thằng chiến binh của mình là 5 thằng Wagyu này, Wagyu nè. Nó chưa có nhà nữa. Nên nó cứ lang thang ngoài đường tối nó ngủ vật vã ở ngoài luôn. Thì ngủ lang ở ngoài như thế này thì nó bức xúc thì nó lại thành tội phạm. Mà mấy thằng chiến binh nó thành tội phạm cái nữa là nó hơi mệt đó. Nên sớm sớm xây cái nhà cho mấy thằng chiến binh này. Đây, thương nhân đã đến à. Thương nhân này thì tầm 2-3 ngày nó đến một lần. Tới đó thì mình có thể giao dịch với nó. Chết rồi hai ông nội này. Ông nào cũng đần đục hết trơn á. Hai anh em đần đục này. Rồi mình có thể mua cái gì đây? Tôi nghĩ đầu tiên nên mua nhất là sách. Một là sách, hai là gạch. Sách này nó viết bằng rất là nhiều loại ngôn ngữ nha. Nên lạng quạng mình mua về chưa chắc mình học được. Cái này là công thức nấu thịt. Mà mình chưa có làm ra được thịt. Còn mấy cái này nó viết bằng ngôn ngữ gì đó. Viết bằng cái tiếng gì đó. Mình chưa có cái người dân của cái tôn giáo đó. Nên mình chưa có đọc được. Mua hết đi. Mấy cái sách cơ bản này khá là nhiều. Cái này mình học được nè. Cái này không học được, giá cũng mắc quá. Chỉ có tác dụng với chúa tể và những cái lãnh chúa và những người học được cái kiến thức này nên cũng hơi khó đó. Thôi bây giờ chắc tạm đây. Bên đây mình có thể mua tù nhân. Tù nhân thì bây giờ nó trẻ thì nó cộng thêm giá thì 15 đồng nữa. 19 tuổi nè. Nó từng là một cái mà người nông dân nhưng sau này bị bắt thành nô lệ. Mua không ta? Cái đông mít lớp quan đó hình như là còn chín phải không? Hay là chưa có người tình? Hay là chưa yêu thương gì nó mới cộng thêm giá vô 10 đồng nữa nè. Con bé này là nó cùng tín ngưỡng với mình, nó mua về dễ quản lý hơn á. Nhưng mà bây giờ mình chưa có nhà tù, mua mấy tù nhân về để nó ngoài là nó than đói, nó quậy, cái nó thành tội phạm nữa. Nó trốn mình cũng không quản được. Đây cái này là từng đêm rồi. Xây đây đây, buổi tối nó còn đi từng. Buổi tối nó đi từng cha. Nhưng mà chưa có cái nhà đó. Rồi bây giờ tôi đến sáng thôi. Giảm cái độ nổi tiếng của thành phố mình trong vòng 5 ngày. Bên này nó có 6 thằng lính, nó có trang bị vũ khí nữa. Nên mình có 5 thằng dân à, dân của mình nó lại không biết đấm nhau nữa. Nên là có đấm cũng không có đấm lại nó. Nên đành chịu thôi, em ở đó thời gian có đi bà ơi. Thong thả thư thái nha, có tiền thì rút về. Bây giờ báo cáo lợi nhuận của mình. Lãi được 64 đồng. Từ cái nhà, cái chợ này mình bán mà bia rượu cho nó nè. Bữa nay mình mới trả lương ngày đầu thôi, nó chỉ mới mua lúa thôi, nó chưa mua rượu được. À, chưa có nhà nữa, ngủ ngoài nè. Đây, xây cái trại cho nó luôn. Nhà tù này mình phải học kiến thức thì nó mới mở ra được. Cái này là quán rượu, từ 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 nhiều quá vậy ta. Đây nơi là tụi nó mua được rượu thì nó sẽ ra đây nó uống. Rồi đặt đây đây. Quán rượu ngay chợ luôn, mua trong chợ ra uống luôn cho nó nhanh. Còn cái này là nơi bán thuốc phiện. Chưa chưa cần. Cái này thay thế cái nhà kho ở đây. Cái đặt đây một cái đây. Lọt đây lọt đây. Cái mà cái nào ta? Phải cái này. Ờ à, đây. Rồi. Vợ mình đâu rồi? Vợ bị bắt trừ 15 điểm, trừ 13 điểm hạnh phúc. Dân mình thì mới có 11 người thôi. Cái này trước cái đi. Không, xây cái chợ này trước. Xây cái chỗ trồng tròn này trước.
chúng thôi dân mình một thời gian nữa là đói chết á. Mấy này còn ngủ nữa, 9 giờ sáng rồi, 9 rưỡi rồi, 10 giờ luôn rồi nó vẫn còn ngủ nữa. Lụ đạn của nó sẽ đẻ đấy, nhanh lên đem gạch qua nè. Tiếp đi, mới 700 đường này. Rồi xong cái này rồi, tiếp theo là cái này. Bây giờ cho quản lý của mình là Long Wibu hả? Cho thằng vua đi. Rồi nó sẽ sản xuất trồng ra mấy cái này, mình chưa có quản lý được đâu. Cái này cái nhà nấu rượu nè. Bây giờ là cái mục tiêu của mình sẽ xây dựng cái quân vương quốc của mình dựa vào cái mà muốn phát triển như thế nào. Đạt 58 dân. Cái này là đi xâm chiếm lãnh hải đó, nói chung rất nhiều thứ luôn. Mỗi ngày thì sản xuất được 1.500 tiền là kinh tế, quân sự, chiến sự gì đó. Rồi. Cái này nó khuyến khích mình làm lên là dễ nhất, là đạt được 58 dân là coi như có một tí thành tựu. Ok. Mình bây giờ đã đạt được 1/3 tiến trình là 11 dân. Với 5 chiến binh nó 16 dân, trong cái số là 58 dân nên coi như 1/3 đó. Bây giờ nó kêu mình thu hoạch, chỉ cần một cái trại binh lính, quán rượu, bán đồ uống, đồ cồn cho nó. Ai đây, ai đây? Tại ông vua này hôm qua bên mình không chơi. Hôm nay tên là Gonan, Gonan của cái xứ nào? Bên này, của cái xứ mà Tanaya nè. Ủa ông đi qua luôn hả? Lũ đảng không? Ổng mà đi qua bên cái chỗ mình á, mình có thể lén lén mà mình bắt cóc ổng luôn nha. Bắt cóc ổng xong mình đòi tiền chuộc mấy nó nào. Nhưng mà làm cái kiểu đó thì dễ bị ăn đập lắm, nên đầu game thì chúng ta không có chơi mắc dạy gì được. Cái đó là khốn nạn chứ không phải là mắc dạy. Chơi đó là chơi dơ đó. Lính của mình chưa chắc mạnh hơn lính ổng nữa. Ngoài ra thì mình chọc ổng thì giáo hội sẽ bức xúc nè. Mấy cái đồng minh xung quanh cũng mà mất cái niềm tin với mình, khó là kết bạn thân thiết hơn. Bên này nâng lên chưa? Nâng luôn đi. Mới 3 giờ chiều à, tranh thủ làm lẹ. Bây giờ xây được cái nhà thư viện rồi, thì mình sẽ cho là vô đọc sách. Đọc sách mình cho nó nghiên cứu cái mỏ trước. Bây giờ nên chưa biết đi cứu vợ mình về chưa? Lính nó đông quá à. 6 thằng lận. Công nó từ 3 đến 5 lận. Bên mình thì có 5 thằng mà công lại có 2 à. Tức là bên nó gấp 4 đến là 5 lần đơn vị lính của mình luôn. Nè, bên mình 5 chiến binh là thằng nào cũng thằng nấy cũng bèo bọt hết anh. Nè, toàn là 3-3-2-1-1 nữa trời. Cô nít hả gì? Đàn bà con gái nữa chứ. Con. Nên bây giờ không đi đánh được. Bây giờ chờ nó một á, là nó đi nó bèo mấy thằng khác rồi mình đánh lén mình hút. Nó cử lính đi qua mấy chiếm mấy cái làng nè. Và đi qua vương quốc khác nó làm gì đó. Rồi mình đánh lén lại mình hút. Chứ bây giờ đánh là không có cửa đâu. Rồi bây giờ cái mà máy cái nhà cắt gỗ của mình nó lên level 3 rồi. Trong này là gỗ như một loại tiền tệ tài nguyên rất là hiếm nha. Rồi xây thêm được cái nhà dân nữa chưa? Chưa, nó mới dọn cái bãi thôi, nó chưa có xây. Bên này là không có người làm việc hả? Bố thằng chưa có nhà ở nè, chạy lính xong chưa? Đền thờ có đền thờ sáng cho nó cầu nguyện rồi. Sau này nó đòi tới nhà thờ nha, cái đền thờ gì mà máu me gì nè. Thằng này cầu tiền, thằng này cầu là giữ chức quyền. Thằng này máu me gì? Đó, là tín ngưỡng cho mấy này đi. Lúc nó cầu nguyện á, nó sẽ bộc lộ rất nhiều cái hành vi nha. Mình phải quan sát nó rồi sau này mình xây, mình xử lý có giám mục nữa cho nó cầu nguyện. Ai đây, ai đây? Tama là một trong những mà cái lãnh chúa như mình luôn, nhưng mà đi tha phương ở bên ngoài. Ôi em Tama này có khả năng đánh nhau hơi bị kinh nha. Nhưng mà tộc cây đần á. Cái tộc đây nè, cây đần. Mình có thể dùng mấy cái nhẫn để thê cái em này luôn. Nếu như thê được em này về á thì mình 28 tuổi. Muốn được thê nè, mình sẽ bấm vô em Tama này. Sau đó chọn cái ông vua của mình. Vua nè. Đó rồi chọn thê cái em này miễn phí cho 10 ngày. Đó bây giờ cái điểm hoạt ngôn của mình mới phát huy tác dụng. Trong vòng 10 ngày thì sẽ trả cho em này 5 cái nhẫn. Rồi ok. Hoạt ngôn càng cao á thì mình càng thương lượng giá cả với em nó rẻ hơn.
Mình sẽ thuê em ta ma luôn. Dây đời này hai ông nội này vô lương ba với hai đâu em thằng vua đâu ấy, trời ơi gọn ở đây với mình. Đi tuyên truyền giáo điều gì đó nè, đây rồi nó chuyển bà nó ăn nhậu nữa lẽ. Mười giờ rưỡi tối rồi để người ta đợi. Rồi nó đang bàn chuyện giá cả như em này đó. Thôi cho Long Weibo vô đây buôn bán luôn đi. Rồi chết rồi, tôi bấm độn rồi. Rồi không không. Có sách gì mới không anh? Sách chữ V thôi. Cái này là giảm cái độ mà tiêu hao cây trồng với mà mấy cái gì đó cũng được. Chỗ này nấu thịt, nấu thịt như nãy mình mua rồi phải không? Từ 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 từ. Ê, từ từ anh. Chưa, mình chưa có sách nấu thịt. Rồi nó đi luôn rồi, rồi. Tình yêu cái gì, yêu đương cái gì? Vợ sao rồi? Mất ngủ hả? Đi ngủ đi, đọc sách làm gì? 1 giờ sáng không có. Sao điều nó đi ngủ được đó, chắc nó muốn đi thì nó đi thôi. Thôi kệ, nó đọc sách tới sáng luôn cũng được đó. Đang học cách là chế tạo cái hầm mỏ để mình khai thác ba cái gạch này. Gạch này đầu game mình không kiếm được đâu. Chưa có nhà nó nè, ngủ một tà một vờ nè. Trời, đọc sách tới 3 giờ sáng thì luôn kìa. Anh em thấy chưa, nhìn mà học. Bốn giờ sáng mới về ngủ, ngủ tới 8 giờ là ngủ được đó là 4 tiếng à. Nè, ngủ nó hồi phục tí nè, nó đội chịch rồi, chắc phải cứu vợ về sớm. Nó không được chịch chứ là nó quậy đó. Long Weibo thì nó ngủ sớm 7 giờ nó dậy nó đi làm rồi. Ngủ thêm đi. À bây giờ có em Tama rồi nè. Em Tama này chưa có nhà, phải xây cho em nó cái nhà. Nhà của quý tộc. Lệch, cái này lệch xuống, cái này lệch lên đi. Cho nó, nhìn nó lệch lạc với nhau. Ủa mình dời được nè. Dời được thì mắc gì mà phải xây lệch cho nó xấu xí vậy. Rồi ok, sáng sớm mày đi cầu nguyện. Yêu đương mùa màng như nghe, đừng có giết chóc mấy ông nội ơi. Nó bất mãn với cuộc sống cái là nó trở thành tù nhân tội phạm nữa. 31 nè. Cái gì lên 6 cái rồi. Chúng ta cần cái chạy đến có nè. Chưa có rượu để bán. Coi, xây cái nhà máy sản xuất rượu đây đây. Em quý xà tộc ngày mai mới có nhà nha. Gán hôm nay cho nó cái nhà của em quý xà tộc cũng đi. Rồi ok. Ba gạch mình còn có 5 gạch thôi, lần bạn là không đủ đó. Quản lý thì hai quản lý, hai quản lý rồi. Long Weibo đi đây đây. Vẫn đang học cách làm hầm mỏ. Ủa sao hết gạch luôn rồi.
thì nó sản xuất rượu sao ta, bia làm sao? À lúa nhưng mà cỏ mới ra bia được, lấy cái gì mà sản xuất? Nó chỉ được làm được rượu thôi. Đây nè, mình sẽ cho nó làm 51 cái rượu, 71 cái luôn. Nhà kho này không biết cái tác dụng nhà kho làm gì nó, nhưng mà còn cái gì để xây được đâu mà con dân đó. Cái này là gì đó? À, thuốc viện thôi. Này trang trí à? Có mất cái gì không? Cái gốm. Rồi, bây giờ mình đã học được cách làm hầm mỏ, mình sẽ học cách mà gieo trồng nữa. Xây được cái mỏ, mình sẽ xây cái mỏ như này theo yêu cầu đặt ra. Đây, cái chỗ này rất là xa cái nhà mình nha, nên mỗi ngày đi qua cái chỗ này đi về nó tốn mấy tiếng hồ, coi như là nó mất khoảng là 30-50% thời gian làm việc luôn rồi. Đây đây, Ma Kha muốn được thuê em này là không có đặc điểm nổi trội gì luôn á. Em Tama ít ra còn được cái điểm giảng dạy này thôi, không thuê đâu, không có đủ tiền. Trader thì có, bây giờ có em Tama. Em Tama này tộc gì ta? Tama này cây đành. Cái gì đó không nổi. Nó không muốn làm việc nữa. Cái này hảo hữu với nó tăng lên thì mình mới mua được. Cách nấu rượu à? Tập 3 của chiến trận. Chữ K bây giờ mình có thể học được chữ K, 9 điểm mới học được thôi, dẹp đi. Cái này sử dụng phân bón đúng cách. Mười ba điểm trí tuệ, trời ơi. Cái này chiến trận hả? Từ từ, tôi chưa biết có nên cho em này vào cái đội hình của mình luôn không. Mấy cuốn sách này nó viết bằng ngôn ngữ gì đó mình không hiểu. Nô lệ chắc chưa mua đâu, nào có cái nhà nô lệ tính. Nhẫn cũng khá là cần nè. Cái này là than hả? Than kiếm đâu ra? Thép. Thép thì sản xuất tại cái lò nung thì một gạch một than, một sắt một than nó sẽ ra thép. Giá ba mấy đồng mắc quá à. Cắt cổ. Gạch 3 đồng, 8 đồng một cục, nó có 3 cục thôi nên thôi. Ok, tốn ngàn tiền mua sách vở là chính. Chữ V nè, chữ V là bên mình học được rồi, chữ K thì chắc em bên nó. Vợ của mình nó đi chưa có về, vợ mình còn có kiến thức xây được cái nhà cho nông dân. Thôi xây cái trạm giữ, cái mà nơi giam giữ tù nhân đi, có gì mình tuyển thành tù nhân. Long Quy Bu này nó tha hóa đạo đức chứ gì. Nó nghiện cờ bạc chứ rồi. Rồi hết ngày rồi. Ngày mai nó xây cái hầm mỏ. Mấy này nó không đi đâu luôn á trời. Không để trả tiền chuột đi ta. Không, không có chuột bọng nhớ. Xếp game. Ngày mai mình đem quân qua mình đập nó luôn. Đập thua thì mình đó xếp vô mà quân đội nào cho cái em mình mới thuê đem Tama á lãnh đạo đi một cái bầy lính đó, bầy chiến binh của mình, cho nó trang bị đầy đủ vũ khí luôn nha. 6 vũ khí, một áo giáp, rồi tạo một cái đơn vị lính, rồi sau đó bấm ra cái quạt này nè, đi qua đây đấm nó. Vợ mình chuột cái 700 đấm nó luôn. Bớt là qua thương lượng, mình thương lượng mình cấp tiền cho nó,
ngược lại á, nó sẽ không tấn công mình trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên cái hành động này của mình sẽ khiến cái băng cướp nó phát triển nhiều hơn, tại vì nó có tiền mà. Nên mình cứ đấm đi, cơ hội chiến thắng 51%. Thắng được thì tốt. Này 2 ngày nữa mình mới đòi phóng phẩm được. Rồi, quân đội đã sẵn sàng. Đi, tiến quân lên. Tà ma ngoại đạo. Có khi hút em tà ma này do thằng Long Quy bu được luôn á. Sau này đỡ phải đi cán ghế rồi. Năm mươi mốt phần trăm mình sẽ bảo vệ xạ thủ ở đây, bảo vệ cung thủ. Từ từ đi khẽ, cười duyên thôi nha. Rồi bắn á, bắn á, nó không có cung thủ nên nó chạy ra mình là cũng mệt rồi đó. Bắn hụt cung nhĩ ba. Trời ơi, chúng nãy giờ chúng được con viên rồi. Rồi tới rồi, mấy này không có vũ khí, nó đi đánh tay thôi. Rồi một anh niên hẹo. Bên mình 5, bên nó còn 4 thôi. Bên nó còn 3, xong rồi rồi, đầu hàng. Một đứa chết. Bắt được 4 thằng, một thằng chạy thoát. Rồi, thành công. Vợ của mình bây giờ đã tự do. Lút được 150 tiền chứ bắt được 4 tù nhân nữa nè. Về tao bỏ tù chúng mày hết, cho tụi mày làm việc hết. Vợ về tới rồi nè, sắp được chịch rồi. Không cho nó quan hệ mà với vợ nó, nói chuyện với vợ nó một tí, chưa? Đây đây, à, cái ông mà kia, cái con bé kia, nó vô nó xin mình mà thê nó, mình không thê nó bỏ đi rồi. Đó, vợ mình sanh chính đây nè, cho đi học. Cho vợ mình viết cuốn sách thầm mỏ để mình bán lại. Ngoài ra thì cũng đi mà nói chuyện với ông vua một tí, chúc mừng. Lúc này thì cái chỉ số phong cách với mà hoạt ngôn nó sẽ ảnh hưởng đến mà cái giá trị của mối quan hệ nha. Điểm càng cao thì mỗi lần mình trò chuyện với nhau á, là đang như đang đi nói chuyện nè, đang về bắt được 4 tù nhân nè, đã không? Thằng nào nấy bé bé mặt đổ que cho đi. Ê, thằng này đi đâu đó? Sớm xây cái nhà tù lận, mình đang học học sống nhà tù chưa ta? Chưa. À đây, mà đang học nhà tù mới có 8% à. Mình sẽ cho vợ mình quản lý chỗ này. 80 gỗ để nâng cấp nó lên luôn, càng sớm càng tốt. Bây giờ mỗi ngày có một tí gạch thôi. Tà ma gãy xuống rồi. Nó bất mãn cho mình luôn. Khác biệt gì tôn giáo trừ 4. Không được trao mà. Rồi trao cho nó tí nhẫn. 5 nhẫn. Coi như trao thưởng cho nó. Để nó đỡ bất mãn cho mình. Năm 19 là bất mãn nhiều quá là giết mình luôn á. Rồi đang trao phần thưởng cho cưng à. Nó trừ 11 đỡ hơn tí. Cho nó 5 nhẫn rồi mà chưa vừa lòng hả dạ nó. Gây dựng mối quan hệ với ông vua đi. Càng nói nó càng buồn càng quạo. Chứ tim gãy nứt hôn nhân á ông nội.
dở mới vậy mà. Đói. Đi đâu vậy hay nghe ông bà này? Trong 40 gỗ. Cái mỏ này sẽ tăng thêm 200 nữa. Chưa cần. Nó không có tăng cái hiệu suất gì hết. Hai ông bà dắt nhau ra hầm mỏ tản bộ nói chuyện. Đói sắp chết kìa ông nội ơi. Đói sắp chết rồi kìa. Đi bộ từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ tối luôn. Chỗ này rất là xa cái chỗ đó. Xa cái nhà kho nữa. Nên xây đường không ta? Tôi chưa biết nên xây đường không. Đây sản phẩm tăng hiệu suất rất là nhiều. Ăn đi. Vợ ở bị bán mấy cướp bắt mà đầy ống chịch như thế nào? Cái méo nào? Rồi, mất khả năng có thai luôn hả gì vậy? Mười tiếng nữa thì mới nói chuyện được thân thiết với bà Tama này đi. Giờ bà Tama này bà có gì bà làm đâu. Đang chơi nhạc hả? Chị em tâm sự với nhau tí. Thằng chồng tôi nó bỏ bê tôi đồ chẳng hạn. Long Vibu rảnh không? Coi hàng xóm nào có con nhỏ thì đăng ký trước. 19 tuổi nè. Con bé này tên là gì? Tsveta Lisa. Gọi là Tasha đi. Lisa đi. Long Vibu và bánh tán gái đi con. Đi đi. Này là mấy cái quái gì đây? Hàng xóm của mình. Rồi ok. Trừ 25 là nó thành quân địch luôn. Bên này đội cống phẩm được chưa? Mai rồi. Long Vibu đi tán gái rồi. Tán là hên xui nữa nha. Hảo cảm nó không lên là mệt mình đó. Vui đâu vậy? Không đi đọc sách cho xong ở nhà tù đi. Mình không có xây cái đền thờ sớm là cái tín ngưỡng nó không có lên. Cái này như cái bục thờ thôi, nhỏ quá thôi nó không chịu, phải xây nguyên cái nhà thờ đó, nó mới chịu. Mấy anh lính này nó sẽ đi từng nha, nó đi từng ban đêm, đi từng ban ngày để mấy anh tội phạm, mấy anh tù nhân rồi nè. Một hot nó là xác nhân rồi, tội phạm vô gia cư bị thương bị bắt cho mấy anh tội phạm làm việc á thì sẽ không có tốn tiền. Thôi, chữ nhiều quá không đọc. Đây, cái gì? Sao mình nó phone in love với bà này? Vợ cái bên, bà ơi. Lũ đạn đó, ngoại tình không cóc. Vợ kìa, phone in love cái bếp á. Mới dắt nhau ra cái mà xuống tới cái hầm mỏ ở đây ngày. Long Vibu ở đây tán gái thành công rồi. Tán được ai nữa không? 35 tuổi. Ủa cái này ông vua mà. Cái này hình như vợ ông vua hoàng hậu. Chưa đủ 18 tuổi. Em ông vua 41 tuổi. Đang có khách là em này ở đây. Rồi Long Vibu hốt luôn bà này cũng được nữa. Đây là khách viếng thăm từ cái bên mà con ngựa màu xanh hả? Ngựa xanh dương nó nằm đâu? Không thấy, mình với coi được mấy hàng xóm của mình nè. Em này chắc đâu đó bên đây nè. Hôm qua thăm bên cái làng bên này. Cho vợ mình quản lý cái kho luôn. Quản lý hầm mỏ với cái kho, đi qua một lần cho nó tiện. Này chưa cần.
Để tù nhân nó lông nhông như thế này là mệt lắm nha. Bên này chưa có ai chỉ đạo. Mình vô đâu vậy? Phone in lớp cái bếp á. Mình hứng thú với Tama thôi, trên 50 điểm là mình có thể chịch. Bây giờ em nó ngủ chịch là chịch liền á. Còn con bé Tama hứng thú với mình mới 26, nãy ghét nhau như chó như chuột vậy đó. Cho nó 5 cái nhẫn, nó được 10 cái nhẫn, cái đầu yêu đương liền. Sống uy tín á. Nè, lên hồi hét tụi nó mới làm việc. Đó, hét lớn vào. Đây. Bên ổng có con gái của hồi môn là 644 đồng. Hốt luôn Long Vi Bu ơi. Bên này cũng có con bé gờ gơm luôn. Gờ gơm là đứa nào? Ủa không, con mà Bogomil. Ủa cái này lấy vợ mà. Hay là đẩy con Tama qua bển luôn. Chưa, con Tama này nó chưa thuộc về mình. Chưa thuộc mà cái xứ của mình thuộc về thì nó dính vô đây nè. Một ngày nữa mới được. Bên này cũng có nữa hả? Gunan. Còn được không gì ông nội? Fia nè. 33 tuổi già khú rồi. Nghiện cờ bạc. Trời ơi cái lũ nghiện này. Bây giờ mình đi qua. Mình đưa của hồi môn cho thằng Long Wibu qua đây. Nó đi tán gái. Long Wibu rồi. Tao biết tao ra mới 27 à. Cộng 13. Rồi bây giờ đã kết hôn thành công. Rồi dắt em nó về. Rước dâu. Đó anh em thấy nhanh gọn chưa. Mới có 4 ngày trong game thôi đó. Không có vợ rồi. Thằng Long Wibu nó đang đọc sách tù nhân mà nó đọc tới giờ chưa xong nữa. Hai vợ chồng ngồi kế bên học chung cái bàn chứ có bốn cái bàn. Chưa có học được công trình nào mới luôn. Thằng Long Wibu nó bị si chết, nó mới có vợ mà nó si chết. Nó không làm việc. Mày sắp được chịch rồi đó. Xây thêm nhà quý tộc cho em đó. Long Wibu nó ngủ nhà nào ta? Nhà này cho thành cái nhà Amtama đi. Long Wibu nó không chỗ ngủ, nó quậy nữa. Gì đây? Chưa gì kể nhau cái gì vậy? Còn có một mod à. Em này buồn ngủ rồi. Chưa có nhà nữa. Rồi 9 giờ tối nó đi làm việc. À mấy thằng tù nhân. Mấy thằng tù nhân thì nó sẽ làm việc khuya hơn 3 tiếng so với mấy cái thằng mà dân thường của mình. Tại không phải trả lương nữa. Nên tôi đang nghiên cứu cái nhà tù cho nó nè. Để giữ nó lại. Không có nhà tù nó ăn lông ngủ bụi là nó mệt quá. Một là nó chết. Hai nó thành tội phạm. Còn ba là nó xin mình luôn. Trời ơi, bình tĩnh bạn ơi. Trời ơi, tự yêu đương nhau đi. Nó có giấc mộng làm vua nữa kìa. Mày nhìn thấy đau cực cái nào không mà mày muốn làm vua nữa. Quá nhiều vô gia cư cũng rỉnh đói gì đó, bị thương gì đó. Có hàng dân chưa có việc làm. Nè, mình sắp học được cách trồng lúa này nè. Rồi về trình diện báo cáo với anh. Nhậu á, đi nhậu á. Long Wibu này nó vừa đói, nó lại vừa buồn ngủ, lại vừa muốn chịch. Thằng này lắm chuyện gì. Cảm thấy cô đơn. Rồi rồi. Hãy chuẩn bị yêu đương nhau đi. Lộn quỳ bu mặt mày nó đỏ chét rồi. Đó, nó mót nó lên một khúc rồi nè. Đó. Dưới cái vạch này mà bắt đầu nó quậy nó nha.
Còn vua này về ngủ vậy? Vua này nó full mod luôn, nó thiếu tín ngưỡng thôi. Còn rơi vào lưới tình của em Tama kia không? Lũ đạn nó lên 92 luôn rồi. Ý, 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 có một sư xuống rồi nè. Có, ông đâu chưa này? Tụi bay chim chuột với nhau à? Mày ngủ đi. Con này nó muốn giết người dữ hay gì nè. Ờ, vô đây ăn. Tụi này chắc phải cho nó thêm một ca nữa. Ủa, con này sao mặt mày nó đâu quét vậy? Đây, dẫn em dâu đi mà săn bắn rồi hả? Rồi con bé này nó tộc gì đó? Van luôn. Thì nó sẽ tăng cái mà hảo cảm rất là nhanh nhưng mà nó không có đọc sách được. Đông Bui Buông nó còn đang học cách giữ tù nhân này, nó còn lâu lắm. Rồi. Ê, 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 qua đây thu thế được chưa? Được rồi nè. Thu thế này dân mình tự đi luôn á. Tự đi thì nó khá nguy hiểm mà. Thôi cho em mới này đi thu thế đi. Bây giờ cái thằng vua này nó rơi vào lưới tình với con bé Tama rồi, mình gả con Tama đi luôn á, tiễn con Tama vô cái mà tem của mình là gửi nó đi luôn á, thì hên xui lắm. Tức là sau này có khả năng nó chịch vợ người ta nữa thì báo đời nữa. Rồi, đã học được cái kiến thức trồng cây cỏ gì nè. Mình học xong mình có thể dạy cho người khác cũng được. Cái này học rồi hả? Cho em mới này học cái quyển mà sách đấm nhau này. Tăng cái sản lượng trồng cây lên cũng được. Thôi tiết kiệm gỗ đi. Thôi lỡ rồi. Cho ông học dòng cái đó đi. Bây giờ nghiên cứu cái nhà thờ nữa. Em này ở đây 10 ngày thôi. Hết 10 ngày đã đi đó. Có sẹo rồi đó hả? Hứng thú với người khác thì chừng năm. Em đâu ta? À đang đi thu thế. Coi báo cáo tài chính hôm nay thì... Cho lấy lỗ. Xây thêm cái nhà dân nữa. Mưa lớn là gì bay? Phải đến đây hò hét đạt nổ thì tôi nó mới làm việc. Một ngày làm có hai cục gạch. Ngày làm được ba cục gạch rồi. Bốn cục cũng đỡ. Đang tính toán hả? Tính toán cái méo gì? Tốn 2 tiếng để đi làm. Trời ơi, đi về cái là hết nửa ngày đó rồi. Hai đứa này làm gì? Vỗ mông nhớ gì?
Mèo dám cho nó thân thiết chứ mà mình luôn á. Tà dâm vãi. Thân thân với mình lại quen mình ấy ấy con ta đó. Đừng có phone đi đớp nghe ông cóc. Vợ cầm tù á, thì về không thấy mang thai được nữa. Rồi lại thêm cái mà cái chỉ số sex nó lại đầy ống luôn. Bây giờ cái điểm tín ngưỡng nó tụt nhanh quá rồi. Em này yêu cầu khá là cao nha. Ê ê ê. Em này cũng dạng là chiến binh nữa. Không ngon. Ông này thích đủ có còn á. Ông này thì giống vua của mình, chủ yếu thương thảo nước ngoài thôi. Có sách gì mới không anh? Sao đoạn 3 không liên né? Con Tama nó đâu rồi? Con Tama nó về rồi. Cho con Tama nó thương thảo dòng này đi. Tama ơi. Còn cầu nguyện nữa. Con này nó khác đức tin nên nó không có ra cái tượng nó cầu nguyện với mình. Chở đi giao thương. Rồi tiền mình chết rồi. Tăng cái sản lượng chặt cây cũng được. Chí cung hả? Kêu ông cái kêu sử dụng cung thôi. Chạy nuôi heo. Bán toàn ba cái sách chị không với anh. Toàn sách tắm nhau không nào? Mình gần cái điện thờ này nhưng mà chưa có ai đọc hết. Cuốn này không biết viết bằng cái gì nữa. Cây đành mình có rồi, ma kha mình chưa có đứa nào. Này cũng già dữ rồi. Này cu này còn trẻ nè. Mua nó 75 đồng về thì cho nó đọc. Nhưng mà chưa xây được cái nhà tù. Về phải cho nó lên. Thôi thôi, nó không có đọc được đâu. Về phải cho nó lên quý đọc đầu cái thứ nữa. Ông này đọc Tanya nè. Cho nên thuê ông về đọc sách không. Xếp ra đi. Cái đền một là Ma Kha, còn hai là Tanaja. Rất cần cái đền thờ luôn. Mình chưa biết cái quyển sách đền thờ này viết bằng ngôn ngữ gì. Đây nè. Thử hôm nay trước đi. Ủa ông này đâu phải nè. Ổng ghé chơi à. Rồi mình có thể bắt cóc ổng rồi. Ổng chỉ ghé chơi thôi. Chứ không phải là gì hết. Chịch dạo với ổng cũng được nữa. Giết ổng luôn. Bắt cóc đòi tiền chuộc cũng được luôn. Đầu độc ổng cũng được luôn. Đánh bạc với ổng anh. Cược 5 cái nhẫn. Ông này chỉ số thông minh của ổng là có 1 à. Chơi 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 được. Dân của mình toàn là dân nghiện bạc không à. Có đứa nào thèm đánh bạc quá không? Đây dụ ổng đánh bạc thôi. Không dụng này nè. Làm tí bài bạc anh ơi. Bạc bịp. Xuống rồi ha.
về chơi đàn nên tính tan đây. Ủa, mới cho nó mà đi giao thương giao lưu với bé kia sao giờ nó ghét nhau rồi? Phụ nữ woman đâu vậy? Nó rủ đánh bài kìa, học hành gì nữa, học có ra tiền đâu, ra đánh bài nó mày chết rồi. Kinh tế mình nó sa sút như vậy đó. Rồi làm trận đấu cờ bạc xí ngầu gì đi. Ủa không chơi luôn à? Ờ, hình như mình cấm nó đánh bạc, nó không có đánh hay gì á. Rồi đây nè. Nè bấm vô đánh bạc nè, coi nó ngủ đủ chưa. Ngủ nhiều mới đủ rồi, đi đánh bạc đi. Win nha, thôi tôi cạo đầu rồi đó. Gãy răng vô đây làm gì? Khóc rồi. Ủa mình khóc thì nó khóc. Thua. Ông nội 10 điểm trí tuệ, 9 điểm trí tuệ, ăn hiếp thằng 1 điểm trí tuệ mà lại thua. Hư cấu à, 5 cái nhẫn đó là giá cả gia tài đó nha, giá trị đúng đó. 10 ngày lương đó. Trời ơi. Chậm lại, không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Coi như cái biển cảnh đó nó khác đi. Nè, mở phá đánh bạc ra cho nó luôn. Làm tí cờ bạc không anh? Tuy nó chỉ là dựa vào cái chỉ số may mắn là chính thôi, nhưng mà phần lớn á, tuy nó dựa vào may mắn là chính, nhưng mà phần lớn cái thiên bẩm trí tuệ của nó. Anh ơi, làm giận không? Thằng này làm gì đó, đi ra mày, đi ra. Chỗ người ta đang chơi. Chơi lý thúc á. Chẳng nữa. Còn thở là còn gỡ. Thằng này nó lương nha. Đủ đảng đó, giết nó. Đang hấp dẫn mình rồi. Để quên lại gỡ đường trận này. Cười cái lờ á. Thua thì 10, thắng lại có 5 mà ngồi cười được. Lần này thôi nữa là không có lót nữa nha. Lót lại là không đánh nữa. Chết rồi, thôi rồi đó hả? Thôi nào nhánh gì không nổi. Thôi vãi không? Còn tưởng chưa đánh nữa, hóa ra là thôi sặc máu rồi. Giờ không cho đánh nữa, cho vợ mình đi đánh. Nguyên cái giao hải của mình hồi nãy lúc vô mà cả ba đứa tôi đều chọn là nghiện cờ bạc hết. Nên đứa nào cũng muốn đánh đó. Mà sao đứa nào đánh cũng dở vậy ta? Hay là ông đó ông lương? Rồi ông đi nhậu đi.
thôi, em đi tao cầu nguyện đi. Đó, đi đến đền thờ đó cầu nguyện đi. Cho vợ mình ra mỹ nhân kế không hả? Không có nhẫn, vợ mình không có nhẫn. Long Bu Bu có nhẫn nè. Mình tỷ lệ thắng 57, này tỷ lệ thắng 55. Chùa lại cho nó ăn đó. Cái học cái nhà tù này ông nội Long Quy Bu học lâu với ta nè. Tâm sáu 33, Long Quy Bu này thầy muốn cái gì vậy? Thèm đánh bạc thì đi đánh bạc chứ hôm nay thứ ơi. Ủa nó thắng thì nó thua tôi không biết nữa. 12 cái nhẫn là tôi thấy hình như có mùi rồi đó nha. Gì đi chơi đánh bạc nó vậy? Ông đi ăn à? Rồi thôi thôi mấy này nguy hiểm quá, tán gia bại sản rồi nó cấm, cấm tiệt. Like cái con này. Thôi. Quên tiễn em này rồi. Lót lại lót lại, không phải gì đánh bạc không nha. Tại quên tiễn em nó thôi, chứ không phải là đánh bạc. Chuyện cờ bạc đó bây giờ bỏ qua đi, không có đụng tới nữa. Tỷ lệ thắng năm mấy phần trăm mà thấy toàn thua là chính. Lừa, game lừa. Nhà cái này không có uy tín gì hết. Tại nó còn gian lận đó chứ, nó hiện ra hình con rắn là cái hình gian lận á. Rồi, mình đi qua mình thuyết phục em này thôi. Không đánh bạc nha. Gì thương lượng mà giết chóc gì gian manh gì mới sao bà mình học được cái này luôn rồi. Đi con méo gì tiễn em này đó, tiễn em này về thì cũng chả có gì hết. Hết nhẫn rồi, hết nhẫn rồi. Ủa sao còn... Thôi 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 thôi. Không cần tiễn đâu. Hết nhẫn là mình không có dạng như cái nhẫn này để trả lương cho mấy anh quý tộc á. Mà mấy anh quý tộc nó không có nhẫn nữa là sau này nó cạo đầu mình luôn. Nhất là mấy anh quý tộc nó giận là nó đem quân qua đấm mình luôn á. Chứ không phải là như mấy anh thường dân nó tội phạm thôi. Mấy cái con quý tộc lang thang á là nó... Một phần nó là tội phạm rồi. Học được rồi thì nó không cần cái bên kia nữa đâu. Rồi ok, không có cờ bạc. Nhà này nâng lên luôn. Mình chấm hỏi là sao? Chưa có quản lý hả? Nâng lên thì tăng 10% sản lượng cũng được.
này sản xuất ra lúa, những cái hộp này thì nó chưa chế thuốc hay là cái gì được đâu, nó chỉ nấu rượu thôi. Này chỉ có mới lúa mạch thôi. Nó yêu cầu mình phải có lúa mạch rồi phải có thêm mà cái hốp này nữa. Cái hốp này thì lá thuốc á. Tù nhân mấy tù nhân nó đói cho nó kìa. Long Bu bây giờ nó bận quá rồi, nó không có thời gian đi học. Đi rồi cầu nguyện đi bê. Cái gì cầu nguyện đi Bu Bu. Lên có tí xíu à. Đi qua đây nó chỉ đạo hai cái này với mà hai cái bên đường gỗ nữa. Dân của mình ít dưới ta. Trên thế giới không có sự kiện gì quan trọng diễn ra cả. Rồi nó đổ vô nó học. Học xong cái nhà tù đi. Mình cho mấy tù nhân làm việc. Chứ bây giờ bắt nó làm việc thì nó dễ bất mãn lắm. Thôi nhà tù không xây cái nhà vui cho lĩnh chúa đâu được. Tù nhân mất không hạnh phúc 4%, chưa có cơ hội phản động. Chưa giải quyết tình trạng vô gia cư được. Này đối ngại nặng lạng ở vương quốc mình làm gì? Nó me me vợ của mình làm gì? Thằng này. Tao bắt mày bây giờ. Mẹ nó bắt mấy này bỏ nhà tù nè. Rồi ơi nhìn nó khổ rồi. Có bức tượng cho cầu nguyện luôn nha. Bên này sẽ cho mấy tù nhân làm việc được chưa? Một là mày làm, còn hai là mày chết. Này là sao ta? Số tiền mình nó cứ tục như nào chị đó chị đó. Có mỗi con Tama này nó hay nói chuyện thôi. Đây 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 đây, cuốn này quan trọng.
thảo dược cũng quan trọng luôn. Cái này quản lý tù nhân cũng quan trọng, lò than quan trọng. Cái nào cũng quan trọng hết, từ tiền đâu ra. Lúc chết cái nhà nấu rượu lên. Thôi 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 thôi, thôi phá sản luôn đó ông ơi. Bán rượu ở đây giá 3 đồng cho nó. Không. Tù nhân mình có 4 đứa rồi. Con này hơi máu chiến rồi nghe. Lỡ rồi, còn 200 đồng à. Ủa ai đây? À nó muốn mình thuê nó. Không đâu. Thằng này cũng độc quá anh. Sung sướng nha. 11 giờ đó, yên tĩnh cho người ta ngủ. Thiếu bây giờ thiếu tới 13 nhân lực lận. Mấy cái nhà này chắc ngừng đi. Mình thiếu nhân, thiếu người quá. Bây giờ sách là mình có thể học được cái cách là chế tạo bia nè. Long Bibu học thì tới nào lận. Vợ mình nó đang học cái gì đây? À vợ mình đang học chế tạo cái đền thờ sắp xong rồi. Học đâu đi để vợ mình học. Long Bibu thì không có tin tưởng nó nữa. Xét nó mới xét ai đây? Xét bị bả là mệt đó nha. Hơi tên đang đẹp mà không muốn đổi đâu. Ba ngày nữa. Thế giới có vẻ yên bình phết đó chứ. Gạch thì mình nhiều rồi, mình thông qua nó. Thảo dược thì mình cũng không có thiếu. Gỗ cũng không luôn, nên chưa biết giao thương với ai. Lúa thì mình cũng có rồi, còn mấy cái cơ bản mà. Cái đình này bất mãn bên mình có gì ta? Nó bất mãn mà mình qua mình giao lưu với nó, lãng quản nó bên mình luôn á nha. Mình có thể cử sát thủ đi thịt nó nữa nè, chỉ còn có tiền thôi. Rồi qua đây đề nghị hợp tác hữu hảo với bên mình đi. Mình yếu hơn nó, không có đồng minh với nó được. Rồi qua bản nói chuyện với nó thôi. Rồi qua giao lưu mà đừng có làm gì vợ người ta nghe ông nội. Con cóc này vợ thì ở nhà kế bên vậy đó. Mới tình tan vỡ. Thôi mình đã học được cái đó rồi. Trong 50 gỗ. Ây da. Xây cái điện thờ cái bên chỗ nó ăn chơi nhậu nhẹt như thế này hả? Kệ, không sao. Thiếu ở trên rồi, thiếu dân quá à. Mấy tù nhân này sao bắt nó đi làm ta? Ủa nó đâu hết rồi? À nó đang làm nè.
Thôi gánh gánh cho con Long Wibu nó học cái gì đúng không? Nó bao nhiêu việc rồi? Ngủ là mơ cái quái gì này. Còn đâm chém giết không à, đúng là cái con này chỉ số của nó đâm chém nó cao thiệt. Cái chinh nó có chút xíu à, hình như đại cái ống này là nó lên phải không ta? Ông nội này không ở đây luôn hay gì đó, ăn nhờ ở đậu bên nhà ta. Tôi bắt ông bây giờ đó. Mình thấy rủ ông đi săn nè, hay là thách đấu tay đôi cái kiểu nè. Rồi ổng ở đây là mình nuôi ổng không? Thiếu người quá. Cái gì đây? Cái băng cướp trong rừng đang bán tù nhân. Cái gì đấy? Thằng này nó thuê sát thủ làm cái méo gì nè. Dịch 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 dịch. Thằng này nó cay cú với ai đó, nó sẽ trả 900 tiền nếu như mình làm cái hợp đồng này cho nó. Ngoài ra thì nó tăng hảo cảm với mình lên là 25 nữa. Mình sẽ mời nó qua bên mình để vui chơi. Nó bán 7 cục gạch này giá 28 đồng, tức là 4 đồng cho mỗi món. Rồi dạo ở đây làm thân với láng giềng đi. Còn láng giềng đó nó thấy ghê ghê, có khi nào nó xiên mình không? Sao hết gỗ rồi ta? Thiếu dân quá, bây giờ làm gì cho nó tăng dân bây giờ? Hay là xây nhà cho nông dân, khuyến khích cho nó đẻ. Hết gỗ rồi. Mà gỗ làm cái gì nó lại hết. Bia 5 đồng, rượu 3 đồng. Bán hôm qua là bán đồ ăn nhiều nhất. Sau đó bán bia mới tới bán rượu. Vì mấy này nó vẫn có tiền hả ta?
cái kho của mình gần hết tiền rồi. Muốn mua chứ không muốn bán. Chạy như heo gì nữa. Nhưng mà heo đâu ra mới là vấn đề á. Làm cái này không chừng mình bán được á. Làm phát là cạn tiền luôn đó nha. Có khi nào phá sản không? Irbif in Iridol, your word now, is brown and green again. Os gena. For black the zesna. Va. Rosa. Cái gia tộc nó châm học chưa? Đây đây. Muốn được thê vô con này nó chỉ có hoạt ngôn mà. Không. Thì nó giá 3 nhẫn hả? Rồi, xong việc thì về. Trong này chắc ba làm dâu bên cái xứ nhà này luôn á chứ 23 tuổi nhõng nhõng đi chơi gì nó. Quá thiếu người. Thiếu cơ bản là khoảng mười mấy người đúng không? Nốt phiêu và bia, vợ mình đang học. Mới có từng trong game thôi mà tiếng gửi ngoài đời rồi đó. Đủ giường tầng ở trên dưới là hai giường. Con này nó muốn xóa ngôi mình đó. Đó, cuộc sống mà nô lệ nó sung túc chưa? Cái này kiếm tiền đi mua nô lệ anh em ơi. Con Tama nó không ai chịch, nó cay dữ rồi. Một là mình cho thằng này ngoại tình, còn hai là cho em này chịch thường dân mà cái nào cũng chết nữa. Ngoại tình thì nó nặng hơn, còn đi chịch thường dân á thì nó sẽ xấu hổ. Nó phải xuống nước khi mà đi ấy ấy với thường dân nữa. Thôi cho nó đi chịch đi. Rồi nó gả anh nông dân này, phải tiếp em này. Chịch xong chưa chắc nó vui lên nha, nó chỉ thỏa mãn cái nhu cầu nó thôi. Nè, xấu hổ gì phải xuống nước chịch với thường dân mà trừ năm. Cãi nhau với ông nội Long Wibu gì nữa đây. Đẩy ống sét nào được, sét lên là được rồi.
Hai đứa nãy đi hẹn hò. Hai dân mới đã nhập cư, chắc phải xây thêm cái nhà dân nữa. Thì thử mấy cái nhà dân nhỏ nhỏ này chứa được nhiêu người. Mình cần khoảng 7 người nữa mới đủ người làm việc. Rồi chưa xây cái nhà thờ này, hèn gì dân nó bất mãn, tôi tính đâu xây rồi không à. Còn thiếu 3 gỗ nữa thì làm lẻ đi. Mấy cụ này rồi hết ngày rồi, nó còn ăn nhậu đây nữa. Quên cái nhà này có từng lễ trời. Mấy này là nó tục mod quá nữa, bỏ đi đó nha. Nhưng mà sao liên tục trả lương cho đầy đủ mà chết rồi, tiền vô không đủ rồi. Cắt lương tụi mày luôn. Thôi cắt lương như thế này thì nó chỉ đủ tiền mua cái này thôi nè, nó không ăn nhậu gì nữa. Nó không ăn nhậu lại mệt nữa nha. Tăng giá rượu lên đâu. Thôi thôi thôi. Mình chưa có chế thuốc phiện cho nó bán được. Tôi đi, tôi đi. Hai mươi đá, 10 gỗ cũng được. Tuần tra gần gần mấy thằng này nè, để nó nguy hiểm lắm. Ban đêm mà mình không có giữ cẩn thận mấy thằng tù nhân này nó phản động liền. Ủa sao còn không động tù vậy? Thằng này nó đứng cái gì đây đây? Một thằng tội phạm. Nó làm cái méo gì vậy? Cho nó bận rộn tí mới được. Bui cái nhà này xong là tụi nó hạnh phúc chứ gì. Rồi sáng mai có nhà. Sáng mai có nhà thờ cho mấy cương quẩy rồi đó. Lúc này có bỏ cái này đi được không ta? Nơi để thiêu và đốt những cái xác. Nhà thờ kim loại đốt sắt hả? Cái điện thờ nữa. Xây thêm cái nhà ở tập thể nè. Cái gì? Một nhân vật đó phone in love.
Hết rồi, hết rồi. Đó, có nhà thờ cho mấy cưng rồi nè. Lên phát biểu đâu. Nhà này chỉ có hai dân thôi, chỉ có khả năng nó sẽ đẻ. Mười lăm gỗ năm gạch. Rồi sắp thiếu gỗ rồi. Gỗ để làm gì đó? Sao gỗ mình sản xuất liên tục mà nó lại không có làm gì thôi đâu. Long quy vu ở đang rủa mấy dân. Gì mà toàn âm độc không thấy nay. Lúc này cái điện thờ này có nên bỏ không ta? Tôi không biết nữa. Bây giờ cả tù nhân nó cũng được cầu nguyện luôn. Mấy anh tù của mình nó đâu hết rồi ta? Tôi không để ý cái là mất tiêu cái giờ này. Nó mất được lúc nào cũng chả hay luôn đó. Bây giờ còn mỗi em tù này à. Không, để nó vui vui mình hơi thả nó ra. Dưới 25 là nó mệt lắm. Cái này hình như là thanh trừng vậy nè. Tưởng nó cái giá treo cổ nha. Rồi nó cái gì nữa. Hèn gì cái từ đó nhìn thấy quen quen. Chỗ nào cũng thiếu người chứ. Thiếu 7 người. Ủa nãy lên hai mấy người mà sao còn giờ tục. Sao kinh tế lại khó khăn như thế này. Đừng nói dẫn vô đây, nó chịch chịch chứ nghe bà. Bà ta má ơi. Ông này như có vợ mà. Vợ mình đang xì chết nên không muốn làm việc. 21. Thanh xà, bạch xà. Không thấy tăng miếng nào luôn á. Mang vác quá nhiều công việc. Sophia, thằng Sophia đã. Thằng Sophia làm gì đó vậy? Thằng Sophia đã bỏ rơi tôi. Cái gì đó đây ông cóc. Càng Long Weibo tính đâu ngoại tình nữa. Xếp gì vừa không cóc ơi, phui ống rồi nè. Đi làm việc đi. Mới 5-6 giờ chiều đi chịch. Chịch tới 8-9 giờ. Con này nó chả vui vẻ luôn, chưa thỏa mãn nữa. Ông nội Long Weibo này. Gì dơ gì nè. Có bầu ai? Ây da. 72 ngày nữa thì sẽ có một đứa trẻ. Xây sẵn nhà cho em đó luôn. Đó. Thiếu 5 dân nữa. À mình trồng được cái ruộng kia để sản xuất bia nè. Đỡ rồi đó. Nhưng mà người đâu ra để làm bây giờ.
Hôm nay là hơi lỗ lỗ một tí. Học được cách đấm nhau rồi. Trời ơi, mới thấy ngày có lãi à. Vẫn là thiếu dân. Cái gì cần nhiều hơn cái đền thờ nữa là sao? Hai cái không đủ hả? Ông cóc gì nằm ngủ trong cái nhà thờ vậy nè? Mơ giữa ban ngày. Tại vì ông chưa có nhà, sao ông này ông ăn nhờ ở đậu bên mình luôn rồi. Tôi không biết nữa. Không có tiền mua bán gì đâu. Rồi mình bán mấy cuốn sách mình học được không ta? À nhiều lắm. Cuốn này mình học được rồi nè. Học được rồi nè. Mình sẽ có mấy chục đồng như này ha. Bán 3 cuốn mua lại 1 cuốn. Ủa, ông giấm một con xuống đây đó hả? Con xuống nào vậy? Giám mục này thì sẽ giải quyết một số cái tình hình ở đây của mình. Sếp game hay gì mà đứng hoài đó. Ừ. Chưa đâu vào đâu cả, gần 2 tiếng đồng hồ. Rồi, sáng xuống nhà thờ. Tình tình tên, tình tên. Tên. 10. Tám chục gỗ. Ủa sao hai cái nhà này nó lại khác hai nhà ở đây? Thiếu 10 gỗ nữa, chết rồi. Ưu tiên cho nó làm gỗ hơn, nó sẽ bổ sung mà đủ cái nhân công vô hai cái nhà này trước để nó làm gỗ. Nhà này cũng gì luôn. Hai cái này 160 gỗ trời. Rồi đúng rồi, đi thu thế nữa. Trời, không đủ tiền đi thu thế luôn, cái xứ nó nghèo.
Em Tama này 10 cái điểm chiến đấu nên là huấn luyện được mấy này, lên tối đa là 10. Bảo chuyển vừa. Trung bình nhớ là 2 à, trả khác biệt như mấy. Thôi ôi. Mấy thanh niên này bị nó chịch 6-7 giờ chiều không mà thôi. Buổi tối thì nó đi chơi, chịch xong rồi nó ra đi chơi. Đi có 4 giận mới nè. Bây giờ lúc thời điểm mình bán đồ nè, gom tiền lại nè. Mai xây cái nhà trong giấm mục nha, ông ngủ ngoài hoài là ông bảo đó. Khoảng 37 món nè, vô gia cư nè. Ngày hai ông này hôm qua ông chơi cái gì á. Rảnh rảnh thì đi nói chuyện với ông vua đi. Ba ngày nữa là đẻ hả? Nhanh cái gì? Trời ơi, Long Wibu này xì chết với gì bay? Pelot nó tiêm nhiễm cái gì ở đầu Long Wibu rồi kìa. Uống đồ có còn vô cái nào nó sung lại. Rồi, tạm ổn rồi đó. Còn có 6 giấy à. Tama đâu rồi, đang làm gì? Lại dạy tụi này đánh nhau ấy. Đánh đánh như thế này nè, cầm cái tay bật bật như thế này nè, đấm nó như thế này nè, hiểu chưa? Ông Philot cũng là Trần Đình gì chứ giống một cái gì đây. Công trình của mình sẽ bị phá hủy bởi cái gì đó. Sao cái nhà này chưa xong nữa trời? Gỗ đâu? Đủ dân rồi nè. Nhà cửa mình còn thừa nhiều lắm. Thực chiến trung bình vẫn là 2 à. Cái này nó cùi dữ thiệt.
này là cái giá chịu cổ. Ê. Thôi thôi thôi. Không có gỗ. Xong ai xây cái nhà trong giám mục đi trời. Cái gì? Tama gửi cho mình một món quà. Ông nội này còn gian díu với vợ người ta nữa. Ủa, với gian díu với trong đó nữa. Cay rồi. Giáo dục anh level 7 luôn rồi nè. Long Quy Bù quản lý mới lên 12 à. Chỉ số thấp thì nó dễ lên hơn. Ngày nữa đẻ. Cái gì đây? Nó mâu thuẫn như nào vậy thằng này hả? Bây giờ không biết làm ăn buôn bán như nào nữa. Mấy cái vật liệu này thì bình thường hết rồi. Thôi, lo chuyện của mình thôi. Không còn nhân công luôn. À cái này nó bị hỏng rồi, mình phải sửa. Cái điểm cai trị của mình là thấp quá đó. Thì nó sẽ không có trung thành với mình nữa. Long Quy Bu này mà tính làm phản à. Thôi, cho nó tí quà phần thưởng gì thôi. Ok, có quà cho mình. Hai anh em dính giống nhau á. Mỗi cái màu da của mình sạm hơn nó, cho nó nằm cái nhẫn đi. Nó vui vẻ lên liền. Cộng 20 liền. Không thôi là nó xấu ngôi mình liền. Thằng này có vợ vào nó bố láo quá. Trừ một dân là sao? Ý
Hiệu ứng này sẽ kéo dài 4 ngày. Suy giảm dân số trầm trọng quá. Em này có bầu rồi, không có đi lợi nhiều được. Vợ mình thì nó chồng chất công việc. Sao vợ mình mặc đồ như đồ tù gì nè. Thiếu 5 dân nữa. Hai thằng khác mà cái gia tộc có các cái tín ngưỡng mà nó làm chung với nhau, có khi nó đóng nhau trong mày đó. Hết châm đá trong mày rồi. Hết sắt là mình coi như là ton luôn đó nha. Chính lúc đó là chỉ có đi mua bán giao dịch thôi chứ không có còn làm được cái gì nữa cả. Băng cướp trong gừng đang tuyển thêm mà mấy anh cướp chứ mà đang bán mấy cái nhẫn. Ủa hôm nay không ngủ ở đây không vậy? Ủa sao không ngủ nhà này? Ủa hai vợ chồng mình, hai vợ chồng Long Quý Bố Quý con Tama đâu? Nếu con Tama nó không vô đây nó ngủ. Ơi con Tama hết hạn hợp đồng với nó rồi. Mười ba nhẫn mới thuê được nó. Khốn nạn. Bây giờ thiếu người quá. Mình phải thuê nó vô sau đó là cho nó làm mà một cái thành viên trong cái gia tộc mình luôn thì nó mới vô được. Cần tối thiểu 20 năm thì nó mới vô gia tộc của mình. Đi có chi đâu lại nè, mua vài cái nhẫn nữa đủ. Trời ơi còn chịch nó không nổi. Hết tiền luôn rồi. Không để bán gạch trời. Bán thuốc. Bán thuốc gì bây giờ đi, nghèo quá. Bán tí gạch luôn. Gì ông nội đi đâu vậy? Tama ơi quay lại. Chạy cướp à. Rồi nó đi luôn này. Trời ơi. Mất một nhân tài trong cái xứ mình rồi.
Biết rồi, biết rồi, học được cái giá treo cổ rồi. Rồi, coi tình hình thế giới nó ra sao. Mâu thuẫn đánh nhau thôi, nó chưa có gì căng cả. Rồi, rồi nó bị đập luôn rồi, mấy con cúp đen bán nhẫn trong rừng nè. Mày bị cái gì mà không đi được là sao? Đau cơ à? Hay tội phạm. Rồi nói cái nhà này đi. Một gỗ thì chỉ làm được một cung thôi. Không có công cụ. Dao găm. Mấy cái này thì chưa làm được. Nếu làm dao găm mình bán ở đâu được ta? Này thì nó bán nó cần thương. Con này nó cần ngủ à? Ngủ thì mình nhiều đó. Rồi. Ô, ông vua ông đi đóng mẹ rồi. Rồi ông xách đít đi, ông đi chơi rồi. Tính qua giao thương hữu hảo với nhau một tí mà đi chơi rồi. Cái này để gì ta? À bây giờ thì giáo viên của mình không dạy giỏi nữa, không đủ trình độ để dạy nữa thì tụi nó sẽ không có tăng tiến được nữa. Rồi mình sẽ tuyển một vài cái người khác vô thì để thay thế cái việc dạy học. Combat skill có 3, cũng bày đặt 3 4 à. Em nó 10 nè. 34 đánh lại ai mấy ông? Xuống làm việc đi, hỏi hỏi cho biết gì vậy? Chưa thu hoạch lúa mì. Thu hoạch lúa mì thì nó mới đem đây nó làm được.
mất méo gì nó chui vô cái bàn nó học. Em này học xong cái này thì có thể mà đi thu nhập dược liệu được. Thì vết kia gì nè, 98 này gán lên em. 98 rồi còn bỏ 99 bỏ đi nó. Tưởng nó chịch nha. Rồi lũ đạn đó. 99% nó không học hành nữa, nó đi nó chịch. Lứng à, mới 7 giờ chiều à. Thỏa mãn chưa? Chịch xong rồi đi ăn hả? Ủa thì đứa con đâu? Bỏ rượu, không uống rượu nữa. Đi chối tội á thì sẽ tốn mấy cái nhẫn. Em này có nhẫn không? 6 nhẫn à. À đứa con đây. Bố nó là con Wibu. Đi, mình học được cái nhà thảo dược rồi nè. Rồi mai xây cái nhà thảo dược, nó sẽ chế biến được ba cái thảo dược đó, thiếu ba nhân công nữa thôi. Nấu đủ nhân công mình mở này lên. Một nhà thiếu nè, hai nhà, ba nhà. Cái này là sao ta? Nỗi khát khao bị tra tấn BDSM hả? Bị nghiện BDSM trừ 14 điểm cảm xúc. Bị bắt xong bây giờ nó điên điên khùng khùng đó. Gì của nó đánh nhau tê lé trên vậy? Đâu có gì đâu. Đây đây. Em Phi Nga có thai đang đi qua đây, đang mà ức chế với cái vương quốc của mình. 38 tuổi rồi. Xứ này nó cũng hơi thân thân với mình. Thằng này thì không, thằng này ghét mình. Đi qua luôn rồi. Cái gì? Em này đi đâu xa dữ vậy nè? Có dao rồi, tí nữa mình bán dao, mình mua mấy cái nhẫn. Có trader lại thì mình bán. Bây giờ mọi thứ tương đối vô quỹ đạo đó. Mấy anh lính này được nhiêu à? Cái gì? Tụ nhân nó trốn cái vậy?
Mình thả tù nhân hay gì vậy? Tôi mới làm cái gì vậy? Cái này có coi lại mấy cái lịch sử nó vừa mới làm gì được không ta? Bên mình đứa ai cũng giao thương kém hết cho nó. Bây giờ đi ngủ. Không chịch thì nó lại đi ngủ. Cái này cháu phải đi mà trần tình với anh mục sư quá. Đúng chính cái nhẫn. Có mà cuộc trải nghiệm tình dục đầy thú vị và bí ẩn. Chính cái nhẫn thì bao nhiêu? 300 tiền. Gạch nó bán tới 8 đồng nữa nha, rất là đắt nha. Cái dao mình bán cho nó là chỉ có 21 đồng thôi mà nó bán lại cho mình 40 đồng. Dụ anh level 4, up lên được level 4 nè. Phòng giả kim hả? Nồi rèn áo giáp. Nhà sản xuất giấy, giấy thì chắc làm từ gỗ, cái này có vẻ quan trọng á. Nhưng mà không đủ tiền. Còn 100 tiền à. Bán hết dòng đi. Rồi phá sản, chính thức phá sản. Mình có xu hướng tình dục nó lập dị quá nè, xu hướng tình dục lập dị đâu rồi? Rồi khát khao bị tra tấn tình dục gì nữa, cái gì ôi vãi, mình chụp vợ của thằng em mình rồi, nó thằng này nó đứng, tôi nghi từ đầu rồi, nó chụp vợ thằng Long Vi Bu rồi. Rồi ơi ông cốc ơi là ông cốc. Vợ anh Long Vi Bu nó dịch lại cho mình luôn. Khốn nạn. Mọi tình gian díu nhau. Rồi cái thằng con này chưa biết chắc cha của nó là phải Long Wibu luôn đó. Tôi bắt đầu nghi ngay rồi. Rồi bố nó chỉ số quản lý 11 mà nó quản lý không. Quá nhiều vấn đề vậy đó. Rồi hai cha con nó kìa. Nó đi chịch vợ bạn nó chứ. Ủa vợ em nó chứ. Em dâu luôn rồi. Khốn nạn.
nó chịch nào đó không hay nữa chứ. Mình người chơi mình quan sát hay cái góc nhìn thượng đế mình còn không nhận ra nữa. Anh gian díu khéo vết. Hay đây. Chết rồi quên để ý em này. Ơi ơi. Kệ em này chỉ số cũng cùi quá à. Tâm trạng còn cái 9 à. Tâm trạng 19 à. À, mình có thể là dùng cái mà lòng dạ rắn độc của mình gấp rắn bỏ tay người á, gấp đá bỏ tay người á, nuôi ong tay áo á, cổng rắn cắn nhà á, là mình càng thân thiết với nó thì mình càng có thể bịa đặt những cái lời vu khống cho nó, nhất là hàng xóm của mình á. Khi mà mình bịa đặt nhiều nhiều nó thì lên thì cái nguyên cái vương triều nó có thể sụp đổ luôn. Nói chung là cái này là chiến thuật ngoại giao của nó, mình không cần phải đấm nhau nữa. Cũng được, cái trò hơi khốn nạn tí. Mình càng thân với nó thì mới chơi được cái trò đó nha, chứ mình không thân quen mình đâu có vu khống được, cái đó chuyển thành nói xấu đó. Giờ mình có thể mình quấy gối mình phá đường này nè, ông hốt hốt màn chư hầu của nó, mình đốt làng của nó thì nó cay mình lắm. Bên đó thì có 7 lính lận với con em quản này, 8 11 kinh gì. Bên em nói là hơi bị ghê đó nha, hàng xóm mình đang chạy chăn nuôi heo. Giờ hết tiền mua sách luôn rồi. Đi viết sách bán kiếm tiền. Mình còn cái sáo giấy thôi. Ba bảy dân tạm ổn. Thiếu gỗ. Tâm trạng tồi tệ, thằng này nó không có đi làm việc đó. Xấu hổ với đức mẹ. Kiên gụ. Rồi cho nó đi trình bày với mà giám mục đi. Vậy bày tỏ nỗi lòng đó đi. Ông này sao mà đấm gì nè, chính cái nhẫn cho ông đó nha, là gần 400 năm tiền, 400 năm tiền vàng luôn á. Cái vương quốc chúng tôi sắp phá sản rồi, con đã chịch em dâu rồi, bây giờ làm sao. Ông nội này ổng đứng dữ thiệt á, đầu tiên em ta ma vô rồi cũng đòi chịch con ta, bây giờ chịch luôn em dâu nữa. Đó, mod lên chín mấy đã vui vẻ rồi chưa? Ở đây đâu phải không? Ai cũng đỏ cho nó. Cái này chừng nào mới hết trời? Trừ 14 vĩnh viễn luôn rồi nè. Vợ Long Quy Bu nó cũng cây cứu mình nữa hả? Có thai nó rồi gì mà không biết cái thai của ai đây. Thế ra thằng bố là thằng nguyên chết này cứ mang nhục luôn á. Trời ơi. Hai mẹ con ngủ đất vậy đó hả? Mai mình đi trao cái phần quà cho vợ mình. Thấp quá thì còn có 32, 42 à, dưới 25 là nó phản động luôn á. Con này cũng sắp luôn rồi nè. Mới mua nhẫn về sắp hết nhẫn rồi, vương triều mình sắp sụp đổ rồi nha, cho nhẫn cưới cho em.
hô vé, hô vé, hô vé, hô về à. Bây giờ mình có thể là phong chức kỵ sĩ ai đó có chỉ số chiến đấu là lớn hơn 5. Ủa sao cộng lên mấy chục luôn nè. Đỡ đỡ phải đâu tặng quà gì. Thế giới sau này bân cướp trong rừng đang tuyển dụng. Ông này đây, ông đi ngang nước mình dữ nè. Đâu bân cướp nào đâu. Xứ này nó là núi không ha. Nhà này để làm than, từ than nữa thì mình mới ra được. Than, than gần cần mấy bãi gỗ đi. Trồng cái cây này nó mới ra mấy cái trái này, củ cải này thì cho mấy con heo ăn. Thiếu người thiếu dân quý tộc rồi. Chịch nó rồi, chịch ai đây? Đúng vợ mình luôn đó. Sao càng ngày càng lỗ vậy nè.
đỡ sẽ chết rồi. Rồi về nghỉ ngơi ngủ nghỉ rồi nữa là đủ. Đừng có xu hướng tình dục quái đản hay là chịch vợ thằng em nữa. Tao lại đúng mày. Vợ con mặc đồ tù nữa hả? Hai mẹ con nó nằm ngủ dưới đất không à? Anh đi này quay tay cái gì? À nó chuẩn bị vũ khí để nó đi nó gác đêm. Đi sắp cộng 5 dân nữa nè. Sắp đủ cái mục tiêu đề ra rồi, đủ rồi nghỉ nha. Chứ tôi nhấn động game này quá rồi. Hú về à, hú về à, hú hú về à. Người dân tin là trái đất phẳng. Cái bên này Nguyên quản lý rồi, do Nguyên Z vô quản lý bên này luôn. Có heo nè. Còn có 7 cái nhẫn thôi. Cái này cũng Long Wibu quản lý phải không? Vậy là nó lo luôn cái nhà này trên này. Làm sao sản xuất ra được mấy công cụ đó ta? À phải có than. Để ít rượu rồi. Chuyển qua bán bia đi cho nó nuôi heo. Heo này còn lấy hai đứa nữa hả? Heo nhìn dễ thương phải không? Heo cũng có chỉ số cảm xúc vì chỉ số chiến đấu nữa nhá. Phải. Thằng này muốn phản động hả mày? Lũ đảng nó 18. Thằng này nói xấu vợ mình hả? Ủa mình nói xấu mà vợ mình với con bé kia hả? Đủ đạn cho nó chứ. Này giờ còn ngủ nữa trời. 5 giờ chiều còn mơ về buổi sáng. Rồi nay nó hẹn rồi. Mình đã đạt được cái thành tựu đầu tiên. Tiếp tiếp tiếp. Rồi nghỉ nha, nghỉ. Không có chơi nữa. Rồi ok bye anh em. Nó lại chịch nó rồi. Cặn bã xã hội. Không có còn đái xã hội nữa. Rồi ok bye anh em.